chương 3516 cho nên ngươi tố cầu là. Lý Triều Phản bị Phượng Vũ chỉnh một chút biện pháp đều không có Phượng Y lại có chút khó có thể tin nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ biểu hiện quá ra ngoài nàng dự kiến. Nàng như thế nào có thể như thế tự tin, hơn nữa sự tình thật đúng là giống nàng nói như vậy chuyển biến thậm chí các nàng phượng tộc bên này ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Phượng Vũ quay đầu lại nhìn Phượng Y liếc mắt một cái. Phượng Tăng chạy nhanh kéo Phượng Y lại đây phượng vũ nghiêm túc nhìn phượng y ngươi thấy thế nào phượng y cái gì ý tứ phượng vũ hiện tại ngươi có trước mắt mấy cái lộ điều thứ nhất cùng lý triều phàn trở về tiếp tục quá ngươi nhị thiếu nãi nãi lộ chịu đựng ngươi trượng phu không đem ngươi đương người xem tiếp tục cùng nam sủng lan giường lung tung rối loạn trướng khí mù mịt một đống lý quốc công phủ người sắc mặt đều phi thường khó coi nhưng không ai dám nhảy ra phản bác phượng vũ bởi vì nàng nói Phượng Vũ, con đường thứ hai, hòa ly. Lý Triều phản hưu ngươi, nhưng là chúng ta có thể đem chuyện này chuyển biến thành hòa ly, nhà gái chủ động đưa ra hòa ly, đem của hồi môn dọn về tới. Từ đây cùng Lý Quốc Công phủ nhất đao lưỡng đoạn, không có bất luận cái gì quan hệ. Phượng Vũ, ngươi hiện tại chỉ có một nén nhang thời gian tuyển, mau tuyển đi. Phượng y ta ta hiện tại còn có thể tuyển sao? Ta còn có tư cách tuyển sao? Ta ta không nghĩ liên lụy bọn muội muội phượng tộc danh dự nhất định phải khôi phục đến nỗi ta chính mình như thế nào đều không sao cả năm đó là ta mắt bị mù lựa chọn lý triều phàn kết quả hệ người lấy oán trả ơn như thế càn rỡ ta đời này đã không có mặt khác ý tưởng ta chỉ cầu ở trong nhà chiếu cố cha mẹ dưỡng dục hai từ từ đây lại không cùng ngoại giới có liên quan lý quốc công phủ ta là chết đều sẽ không đi trở về nhưng là ta nhi tử còn có lý quốc công phủ, như vậy ổ sói, dưỡng ra tới hài tử sẽ là thế nào tưởng đều tưởng đến. Tiểu vũ phượng y khẩn cầu ánh mắt nhìn phượng vũ. Hiện tại nàng rất rõ ràng, nàng phụ thân mẫu thân huynh để tỉ muội không có bất luận kẻ nào có thể giúp nàng, trừ bỏ phượng vũ. Nghĩ vậy, Phượng Y lại lần nữa khẩn cầu ánh mắt nhìn Phượng Vũ, nữ nữ cùng trống trơn đều là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ ta thật sự không đành lòng xem hắn nho nhỏ một cái hài tử ở ổ sói đợi ta không cầu bọn họ sửa họ ta chỉ cầu ta nhi tử cùng nữ nhi đều từ ta nuôi nấng lớn lên, phượng vũ thế nàng tổng kết cho nên ngươi tố cầu là một nhà gái đưa ra hòa ly lấy về làm bổ, hai phượng tộc khôi phục danh dự ngươi khôi phục danh dự, ba ngươi nhi tử chống chơn trở lại bên cạnh ngươi, 4. lý quốc công phủ bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy giày ngươi, phượng vũ nói yêu cầu so phượng y khẩn cầu còn muốn cao cho nên nàng có chút ngơ ngẩn nhìn phượng vũ. Phượng Vũ, có phải hay không này bốn điểm. Phượng Y, là là, chính là. Nàng cũng không dám xa cầu Lý Quốc Công Phủ không tới quấy giày nàng, nàng đều làm tốt trường kỳ đối kháng chuẩn bị. Phượng Vũ quay đầu nhìn chầm chầm Lý Triều Phàn, nghe thấy được. Nàng rất bận, điểm này phá sự Phượng Vũ tưởng nhanh lên thu phục. Chính là Lý Triều Phàn lại cười lạnh, không có khả năng. Phượng Vũ nhìn ngự minh giả. Ngự minh giả nháy mắt đã hiểu, đi đi đi, cáo ngự chạm đi nói hắn sách theo ngữ minh giả, tựa như sách theo gà con giường như trực tiếp hướng hoàng thành mà đi. Phượng Vũ mang theo vẻ mặt mờ mịt Phượng Y cũng theo đi lên. Từ đầu đến cuối, đại phu nhân đều không có ra tới. Phượng Diễm Phong cũng không có ra tới. Phượng Vũ biết bọn họ ở phủ để, Phượng Tăng biết, Phượng Diệt Nhiên cũng biết, ngay cả Phượng Y đều biết nhưng bọn họ từ đầu đến cuối thật sự liền không ra tới. Lão gia, phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Diễm Phong cùng đại phu nhân tuy rằng không có ra tới, nhưng là bọn họ trộm tránh ở bên trong cánh cửa nhìn. Tấu chương xong. Trường 3517 kết án 4. Bị quản gia kêu phá, Phượng Diễm Phong vẫn là có chút xấu hổ. Bên ngoài chuyện lớn như vậy kỳ thật ngay từ đầu hắn nghĩ ra đi, nhưng Lý Quốc công phủ người quá hung ác bá đạo hắn sợ đi ra ngoài bị người đánh ai biết sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển biến đâu. Đường nhìn đến Phượng Vũ chiếm cứ thượng phong sau, Phượng Diễm Phong cũng nghĩ tới muốn đi ra ngoài, chính là đại phu nhân lại nói cho hắn, vạn nhất thua đâu. Kết quả đôi vợ chồng này liền vẫn luôn giấu ở cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa trộm ra bên ngoài xem, mãi cho đến bọn họ rời đi. Phượng Diễm Phong nhưng thật ra nghĩ ra đi, chính là ngoài cửa những người đó thế nhưng không tiêu tan. Bọn họ không những không tiêu tan, lại còn có ngồi trên mặt đất top 5 top 3 Liêu Khai. Mọi người đều ở suy đoán nhà ai sẽ thắng, ngồi ở chỗ này chính là vì chờ một cái kết quả. Nguyên bản bọn họ cho rằng kết quả này muốn thật lâu, mọi người đều đã làm tốt trường kỳ chờ đợi chuẩn bị, thậm chí có người còn chuyên môn dọn tiểu băng ghế lại đây ăn uống. Hạt dưa đồ ăn vặt sao hàng. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến kết quả xuống dưới sẽ nhanh như vậy một canh giờ sau phượng vũ mang theo phượng y trở về mà lý quốc công phủ đoàn người từng chiếc của hồi môn như nước chảy dọn tiến phượng tộc vây xem quần chúng đều sợ ngây người đừng nói vây xem quần chúng chính là phượng diễm phong chính mình đều sợ ngây người năm đó gà phượng y thời điểm có xuất động quá nhiều như vậy của hồi môn sao không có đi cho nên phượng diễm phong đi ra không đợi hắn hỏi phượng tang liền khí kêu một tiếng phụ thân người mới đến a à? Phượng Diễm Phong ngượng ngùng, hắn còn tính tốt đâu, hắn phu nhân đến bây giờ đều còn không dám ra tới đâu. Sao lại thế này đây là, Phượng Diễm Phong làm bộ chính mình từ bên ngoài vừa trở về không biết tình huống, sụ mặt hỏi tình huống. Trung quanh người sôi nổi nghị luận mở ra, Phượng Đại Nhân mới trở về sao, chúng ta ở bên ngoài ngồi, sẽ nhìn không thấy hắn trở về. Có lẽ là từ cửa sau trở về, chúng ta lại không phải không có huynh để ngồi cửa sau nhưng không nghe bọn hắn nói a à, chung quanh nghị luận thanh nghe phượng diễm phong có chút mặt đỏ bất quá hắn toàn đương không nghe thấy chỉ mong phượng tang phượng tang cũng không biết thật giả bất quá cũng may mặc kệ phượng diễm phong có hay không ra mặt kết quả đều là đại đại lợi hảo bọn họ phượng tộc vì thế phượng tang đem kim loan điện thượng sự cấp phượng diễm phong nói một lần cấp phượng diễm phong nói cũng chẳng khác nào cấp bên ngoài này đó vây xem xem diễn bá tánh một công đạo nguyên lai thượng kim loan điện sau lý triều phàn còn tưởng rảo biện kết quả phượng vũ cùng ngự minh dạ một cái lại một cái chứng cứ ném qua đi tạc lý quốc công cùng lý triều phàn đều đầu đều ngốc nếu lại rảo biện đi xuống sợ sẽ liên lụy ra càng nhiều bất lợi với lý quốc công phủ tin tức cho nên cuối cùng lý quốc công nhận tài hắn làm lý triều phàn đem phượng y nganh trở về quyền đương này hết thảy cũng chưa phát sinh quá kết quả phượng y không đáp ứng một hai phải đưa ra hòa ly Phượng Tang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng uy nghiêm cực kỳ bệ hạ, nhìn đến Phượng Vũ ánh mắt kia kêu một cái hiền từ, nàng cha xem nàng cũng chưa như vậy ôn hòa. Cuối cùng bệ hạ làm ra phán quyết, thế nhưng cùng Phượng Vũ phía trước đưa ra bốn cái yêu cầu hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác hắn toàn chuẩn, cho nên không đến một canh giờ trận này đánh tới Kim Loan Điện Thượng Tố Tụng Kiện Tụng liền kết án, lấy Phượng Tộc Đại Thắng, Lý Quốc Công Phủ Đại Bại kết thúc. Phượng Tang nói thời điểm đầy nhịp điệu cao trào thay nhau nổi lên, đem kia từng màn hoàn toàn hoàn nguyên ở không có cơ hội thượng kim loan điện chư vị biết được. Thật là không nghĩ tới A. À. Lý Quốc công phủ thế nhưng như thế ác độc. Hơn nữa nhà bọn họ là thật sự hỗn loạn A. À. Còn có cái kia liên sinh tấm tắc tấu chương xong. Chương 3 tám ngự tiểu nhị một. Phượng Tăng nói đắc ý rào rạt trên mặt thần thái có quang. Lúc này thật có thể nói là là dương mi thổ khí. Phượng Tăng nói thời điểm ánh mắt không tự chủ được sẽ nhìn phía Phượng Vũ. Nàng phát hiện một cái chân tướng. Đương nàng cùng Phượng Vũ là địch thời điểm bị ngược thảm nhưng nếu cùng Phượng Vũ làm đồng đội thời điểm quả thực không cần quá sảng nga. Đương Phượng Tăng nói xong. Phượng Diễm Phong quái gì ánh mắt nhìn nàng cho nên này kiện tụng là chúng ta Phượng Tộc thắng. Phượng Tang đương nhiên, đương nhiên a, à, có Phượng Vũ ở, như thế nào sẽ thua đâu. Nói, đoàn người vào Phượng phủ, lúc này đại phu nhân đi ra, nàng chừng mắt Phượng Tang liếc mắt một cái. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Phượng Tang một trận kích động, mẫu thân, ngươi là không đi Kim Loan điện ngươi không biết. Lúc ấy như vậy nhiều văn võ đại thần, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta, đem ta khẩn trương quá sức, kết quả Phượng Vũ đĩnh đạc mà nói, đối lý quốc công phủ hùng hổ dọa người. Lý Quốc Công bị chọc tức giậm chân, nhưng đối nàng một chút biện pháp đều không có đâu. Phượng phu nhân muốn nói cái gì, lại một chữ cũng chưa nói ra. Nàng yên lặng nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái, xoay người đi hướng Phượng Y, Phượng Y sự cứ như vậy giải quyết. Hậu hoạn đương nhiên sẽ có, nhưng tạm thời còn sẽ không thể hiện. Tình vẫn viện. Ngự minh dạ đắc ý xào rạt thế nào? Ta lợi hại đi nếu không phải ta ở thời khắc mấu chốt đem cái kia kêu liên sinh người sách lại đây, ngươi nhưng không dễ dàng như vậy thắng đâu. Phượng Vũ, Nga. Ngự Minh giả, ai nha ai nha, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ lúc này ngươi không nên sùng bái mặt mắt lấp lánh ngươi ngự ca ca sao? Một bên phong tầm thật sự chịu không nổi. Chừng hắn liếc mắt một cái, ngự minh giả, ngươi không sai biệt lắm điểm được. Ngự minh dạ hừ hừ cười lạnh một tiếng, ta hiện tại chính là so ngươi lợi hại, như thế nào tích ghen ghét oa. Có bản lĩnh ngươi cũng linh lãnh thổ một nước A, à, phong tầm khí đầu thiếu chút nữa bốc khói. Hắn đã tấn chức đến linh vương cảnh cửu tinh, bước vào linh lãnh thổ một nước cũng liền chấp mắt sự nhưng chính là vượt không đi vào, phong tầm có thể có biện pháp nào đâu. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi tới làm gì. Ngự minh dạ vô ngự ánh mắt nhìn phong tầm, ngươi là ngu ngốc sao ta đảm đương nhiên là ách cứu tiểu vũ nha đồ a à. phong tầm hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm ngự minh giả vì cái gì hắn có một loại quái dị cảm giác tổng cảm thấy ngự minh giả thằng nhãi này lần này tới có điều đồ nói thật ra phong tầm nhìn chằm chằm ngự minh giả đáng tiếc phong tầm không phải quân lâm uyên nếu là quân lâm uyên sụ mặt nói câu này ngự minh giả nói không chừng thật túng nhưng phong tầm sao ngươi lời này có ý tứ gì chẳng lẽ ta còn không thể cứu tiểu vũ Ngươi rốt cuộc có biết hay không, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Tiểu Vũ? Lại có bao nhiêu linh lãnh thổ một nước cường giả chạy tới Đế đô hội tụ, muốn sát Tiểu Vũ. Ngự Minh giả hừ lạnh một tiếng, dù sao ta đã thả ra lời nói tới, ai muốn sát Tiểu Vũ, trước từ ta thi thể thượng bước qua đi. Phong Tầm nhíu mày, ngươi đã chết cha ngươi có thể bỏ qua. Ngự Minh giả, cho nên nha, lần này chúng ta Hắc Ám Vương triều đều vì Tiểu Vũ mà chiến này liên lụy có thể to lắm phong tầm là không tin ngươi cái bại gia tử cha ngươi có thể cho phép ngươi như vậy làm ngự minh giả dạ đôi tay chống lạnh đắc ý rào rạt cho nên ta phải đem nhà ta tiểu tức phụ nhi quài trở về a à, làm cha ta biết ta ngự minh giả dạ phải bảo vệ người là cỡ nào yêu tú từ từ phong tầm rốt cuộc phản ứng lại đây ngươi vừa rồi nói cái gì tiểu tức phụ nhi ai là ngươi tiểu tức phụ nhi ngự minh giả dạ dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn phong tầm tấu chương xong. chương 3519 ngự tiểu nhị 2. Phong tầm, ngươi chỉ nên không phải là ngự minh giả, đương nhiên a à, đời này ta ngự minh giả phi tiểu vũ không cưới. Đông, phượng vũ một cái tát chụp ngự minh giả trên đầu, nói tiếng người. Ngự minh giả ăn đau, che lại bị gõ đau đầu, buồn bực nhìn phượng vũ ta nói chính là tiếng người a à, chẳng lẽ còn là chuyện ma quỷ sao? Tức phụ nhi ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu? Ngươi lại kêu một tiếng tức phụ nhi thử xem. Phong tầm thật sự nổi giận, đây là ta huynh đệ tức phụ nhi, người, cấp lão tử lăn. Ngự minh giả không phục, xoay người cùng phong tầm véo, người huynh đệ. Người cái nào huynh đệ? Phong tầm bị khí vui vẻ. Còn có thể là cái nào huynh đệ? Đương nhiên là chuyên môn khắc chế người kia một cái. Ngự minh giả, người nói nên không phải là quân lâm nguyên đi. Phong tầm, như thế nào, run bần bật. Ngự minh giả, ta run bần bật ta cáo nhi ngươi phong tiểu tầm, hiện tại quân lâm nguyên đứng ở ta ngự minh dạ trước mặt ta đều dám đem bộ ngực trù phanh phanh vang. Ta liền phi cưới tiểu phượng vũ, phong tầm ha hà cười lạnh, ngự minh dạ, ngươi cười lạnh cái rắm này đều phải đã hơn một năm đi. Phong tầm, cái gì? Ngự minh dạ tiểu vũ nhà đầu từ bắc cảnh đến đế đô tính toán đâu ra đấy này đều một năm rưỡi thời gian, nhà các ngươi điện hạ thật muốn thích đã sớm cấp cưới về nhà đi. Còn luôn được đến ta lời này phong tầm thật đúng là không hào tiếc. Ngự minh giả ta này dọc theo đường đi, đã nghe được cái gì tả thanh loan. Lại nghe được cái gì hoa vô song nhưng đều là nhà các ngươi quân lão đại hồng nhan chi kỳ đâu. Phong tầm, hồng nhan chi kỳ cái rắm Căn bản là không phải như vậy hồi sự. Ngự minh giả ta quản hắn sao lại thế này đâu, ta chỉ biết khi ta xuất quan thời điểm. Tiểu phượng vũ còn không có bị người khác bắt cóc đâu, đó chính là ta ngự minh giả. Phong tầm, nàng là ta muội muội ngự minh giả, đại cữu tử hào. Phong tầm, ngươi đại gia. Phượng Vũ thật sự đau đầu. Các ngươi hai người ghé vào cùng nhau, có thể không xảo sao. Nàng vô ngữ nhìn hai vị này. Mỹ nhân mẫu thân ở tu luyện đâu? May mắn nàng đem mỹ nhân mẫu thân tu luyện nhà ở ngoại tiết trí một tầng lại một tầng trận pháp nếu không nói, hiện tại nàng sớm đã bị xảo tẩu hỏa nhập ma. Phong tầm lôi kéo phượng vũ tay trái. muội muội đều là hắn trước xảo, đem hắn đuổi ra đi ngự minh giả cũng giữ chặt phượng vũ mặt khác một bàn tay tiểu vũ tức phụ nhi phong tầm khi dễ ta phượng vũ chừng mắt ngự minh giả ngươi chạy nhanh tâm miệng cho ta ngự minh giả ủy khuất chít chít nga phượng vũ còn có cái gì tiểu tức phụ nhi không được hạt kêu ngự minh giả tốt tức phụ nhi phượng vũ thật sự sinh khí chừng mắt ngự minh giả ngự minh giả hào 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 ta không hô hiện tại không hô ngự minh giả kẻ tức thời trang tuấn kiệt lập tức cử đôi tay đầu hàng phong tầm xem buồn bực cực kỳ này thuốc cao bôi trên da chó ngự minh giả, dạ. thật mẹ nó tốt xấu là hắc ám vương chiều người thừa kế, có thể mẹ nó yếu điểm mặt sao. Nhìn thấy nhà hắn tiểu vũ nha đầu, liền cùng cầu nhìn thấy xương cốt dường như kia kêu một cái nhiệt tình bôn phóng. Cố tình hắn còn đặc biệt ra mặt dày, tiểu vũ như thế nào răn dậy hắn, hắn đều có thể cười hì hì hào 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 miệng đầy đáp ứng, quay đầu lại nên thế nào vẫn là thế nào. Nếu nhà hắn quân lão đại có này phân ra mặt đừng nói một cái tiểu phượng vũ, mười cái đều bắt lấy hảo sao. Cố tình phượng vũ tựa hồ thật đúng là ăn này bộ nàng tuy rằng dân dậy ngự minh giả. Nhưng rốt cuộc đối hắn vẫn là không giống nhau. Tấu chương xong. Trường 3520 ngự tiểu nhị ba. Phong tầm vô ngữ nhìn xanh thẳm xanh thẳm không chung thật là càng nghĩ càng không cam lòng a, à. Phong Tầm liền ngơ ngác đã phát trong chốc lát thần, chờ hắn quay đầu thời điểm, lại nhìn đến Ngự Minh dạ dính ở Phượng Vũ bên người. Thế nàng bận rộn bận việc kia, Phượng Vũ muốn tưới hoa, hắn chạy nhanh đề thùy. Phượng Vũ muốn hỉ rửa tay, hắn chạy nhanh đoan chậu. Phong Tầm, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Phong Tầm ở trong lòng buồn bực tưởng, chính là hắn như vậy thật sự thấu tiểu vũ hảo gần a, à. tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ triền lang này nếu là tiểu vũ một cái không cẩn thận bị hắn triển đi rồi làm sao bây giờ nguyên bản đối quân lão đại tự tin tràn đầy phong tầm nghĩ đến nhà mình quân lão đại đã hơn một năm cũng chưa bắt lấy phượng vũ thật sự có điểm tâm hoàng hoàng ngươi cùng ta ra tới phong tầm đi đến ngự minh dạ trước mặt oán hận chừng hắn lướt mắt một cái ngự minh dạ đương nhiên không cần đi lặp hắn muốn đi theo nhà hắn hương hương đát mềm mại đát manh manh đát tiểu cô nương bên người chính là phong tầm duỗi ra tay, trực tiếp đem hắn túm đi rồi. Phượng Vũ xoa xoa giữa mày, bên tai rốt cuộc có thể thanh tỉnh trong chốc lát. Phượng Vũ ngồi ở ghế trên, đôi tay trống ở trên bàn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Phía trước nàng từ quân võ đến nơi đó nghe được, kia phần có thể khống chế linh lãnh thổ một nước tâm thần viễn cổ đan phương, liền ở hoa tộc. Kia trường tụ hóa hàng trí đan, hồi lâu phía trước xuất hiện ở hoa tình cốc quân võ đế nói cho nàng hoa tộc cố ý làm này trương viễn cổ đan phương làm hoa vô song của hồi môn tụ hóa hàng chí đan a à. nếu phượng vũ bắt được này trương đan phương luyện chế ra đan dược nói rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết này trương đan phương hiện tại tất nhiên ở hoa ra chính là muốn như thế nào mới có thể bắt được đâu nếu hoa vô song tại đây thì tốt rồi gì phượng vũ đột nhiên nhớ tới phía trước vội phượng y sự cấp vội đã quên hoa vô song phía trước xác thật hiện thân quá bất quá sau lại nàng giống như cùng tả thanh hy kết bạn đi rồi nhưng thật ra có thể ở hoa vô song trên người làm điểm văn chương nghĩ vậy phượng vũ nâng bước liền đi ra ngoài vừa mới đi ra sân liền nhìn đến phong tầm cùng ngự minh dạ hai người ngồi xổm dàn nho hạ đầu nhỏ ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm nếu không phải biết rõ bọn họ quan hệ phượng vũ liếc mắt một cái xem qua đi còn tưởng rằng bọn họ là lại muốn hảo bất quá bằng hữu đâu tiểu vũ tức ngự minh dạ nhìn đến phượng vũ vui sướng nhảy lại đây không đợi hắn hô lên thanh đã bị phượng vũ sùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại ô ngự minh dạ lập tức gục xuống đầu hảo sao hảo sao hiện tại trước không kêu liền không kêu sao dù sao về sau có rất nhiều thời gian phượng vũ đều lười đến cùng hắn dối dám vấn đề này có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ Phượng Vũ đối ngự minh dạ nói. Ngự minh dạ thức khắc đắc ý, nếu có cái đuôi lúc này khẳng định nhét lên tới. Hắn đắc ý rào rạt liếc phong tầm liếc mắt một cái, một bộ chính mình bị lựa chọn chính mình thắng bộ dáng. Phong tầm đều bất hiếu để ý đến hắn. Phượng Vũ ở ngự minh dạ bên tai nói nói mấy câu. Ngự minh dạ chụp đầu yên tâm đi, ngươi muốn ta làm chuyện này, ta khi nào không hoàn thành quá nha. Nói xong, ngự minh dạ liếc phong tầm liếc mắt một cái, vinh váo tự đắc đi rồi. Phong tầm, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn Phượng Vũ, ngươi làm hắn giúp ngươi làm gì? Phượng Vũ đạm đạm cười, tiên cơ không thể tiết lộ. Phong tầm tức khắc không cao hứng, các ngươi hai cái cư nhiên có tiểu bí mật. Phượng Vũ liếc hắn một cái, không thể sao. Phong tầm trên mặt hiện lên một mặt nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, quân lão đại sẽ không cao hứng. Phong Tầm không nói lời này còn hảo, hắn nhắc tới lời này, Phượng Vũ liền thiếu chút nữa tạc mau. Tấu chương xong. Chương 3521 Ngự tiểu nhị 4. Nhà các ngươi quân lão đại sẽ không cao hứng. Nhà các ngươi quân lão đại cao hứng không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vậy các ngươi gia phụ lão đại không cao hứng, ta liền bằng hữu đều không thể giao. Phong Tầm ta không phải ý tứ này phượng vũ ta bằng hữu biết ta gặp nạn vạn dặm xa xôi tới bảo hộ ta này phân tình ngươi không thèm để ý nhưng ta lãnh phong tầm phượng vũ nhà ngươi quân lão đại ở đâu đâu phong tầm phượng vũ hắn trừ bỏ làm ra một cái hoa vô song như vậy tai tiếng đối tượng hắn còn làm cái gì phong tầm chính là hoa hoa vô song thật không phải quân lão đại làm ra tới a à nói chuyện muốn bằng trời đất chứng giám phượng vũ cười lạnh hoa vô song không phải các ngươi quân lão đại làm ra tới không có việc gì như vậy hấp dẫn cô nương ra làm gì. Tả một cái tả thanh loan, lại một cái hoa vô song, như thế nào? Còn muốn học hắn cha tam cung lục viện ba nghìn giai lệ đâu? Phong tầm đầu đại. Hắn cũng không biết nhà hắn muội muội ghen lên lợi hại như vậy. Ta nói bất quá ngươi, nhưng lấy ta đối quân lão đại nhận thức hắn hiện tại không xuất hiện nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là, ngươi cùng ngự minh dạ thật sự không thể đi thân cận quá, không phải vì ngươi, là vì ngự minh dạ hào. Người biết đến, quân lão đại trước kia giết người không chớp mắt. Cũng là sau lại có người, hắn mới giống dần dần giống cái người bình thường. Người tin hay không hắn dưới sự giận dữ thật làm thịt ngự minh giả kia tiểu tử ngốc. Phượng Vũ chừng mắt nhìn phong tầm lướt mắt một cái, ngự minh giả là ta bằng hữu Phong tầm, hành hành hành, quân lão đại cũng là người bằng hữu đúng không? Phượng Vũ kia bằng không đâu. Phong tầm bị Phượng Vũ khí chạy đi rồi hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ nhịn không được chụp nàng phượng vũ đôi tay bối ở sau người ra sân nàng mới ra sân liền nhìn đến một người phượng diễm phong nàng vị kia đại phòng đại bá phượng vũ nhìn chằm chằm phượng diễm phong thần sắc nhàn nhạt đối với đại phòng phượng vũ thái độ vẫn luôn đều phức tạp năm đó nàng là tiểu thiên tài thời điểm phượng diễm phong đối nàng cực hảo nhưng sau lại nàng phượng hoàng thật huyết bị hủy lúc sau liền lại nói tiếp năm đó nàng phượng hoàng thật huyết bị hủy cùng đại phòng nhưng thoát không được quan hệ nghĩ vậy phượng vũ trong mắt hiện lên không tốt ánh sáng phượng diễm phong trên mặt có chút xấu hổ nhìn đến phượng vũ sau hắn trước hết ra tiếng người muốn ra cửa a hiện tại bên ngoài loạn nhiều chú ý an toàn phượng vũ người ở quan tâm ta phượng diễm phong cụ cụ là lướt sự còn không có tới kịp tạ ngươi phượng vũ nhìn chằm chằm phượng diễm phong nhàn nhạt mở miệng ta là vì ta chính mình phượng tộc cô nương danh dự hỏng rồi sẽ liên lụy đến ta phượng diễm phong yên lặng nhìn phượng vũ liếc mắt một cái cái gì vì ngươi chính mình danh dự ngươi nếu là thật để ý chính ngươi danh dự phía trước bị người bôi nhọ chửi bới thời điểm đã sớm đứng ra nói chuyện tóm lại đại bá thiếu ngươi một ân tình phượng diễm phong nghiêm túc nói phượng vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn tả thanh loan phượng hoàng thật huyết bị ta phế đi phượng diễm phong khiếp sợ chừng mắt phượng vũ Phượng Vũ, năm đó hắn phế ta Phượng Hoàng thật huyết, hiện tại ta phế nàng Phượng Hoàng thật huyết thực công bằng. Phượng Diễm Phong, ngươi sẽ không sợ tả ra Phượng Vũ đạm đạm cười. Làm sao ngăn tả ra? Phượng Diễm Phong, cái, có ý tứ gì? Phượng Vũ nhàn nhạt mở miệng, Bích Vân cung phát hạ huyền thường lệnh thiên hạ linh lãnh tổ một nước đều có thể đuổi giết ta. Phượng Diễm Phong bị dọa đến thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Tuy rằng không có ngồi dưới đất nhưng bị dọa đến cũng quá sức. Ngươi, ngươi ở nói giỡn đi." Phượng Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, "Này không phải nói giỡn." Tấu chương xong. Chương 3522 Tình địch 1. Phượng Diễm Phong, kia kia Phượng Vũ, năm đó Tả Thanh Loan là phế ta Phượng Hoàng Thật huyết chủ lực như vậy, ai là đồng lõa đâu? Tỷ Như nói, là ai đem ta từ Phượng tộc dẫn ra đi? Lại là ai báo cho Tả gia về ta tình huống? Phượng Diễm Phong sắc mặt nháy mắt trắng bệch là, là Phượng Lưu Phượng Vũ ta biết Phượng Lưu trốn không thoát căn hệ, bất quá nàng nếu đã chết kia năm đó thủ liền xóa bỏ toàn bộ. Đến nỗi tồn tại người. Phượng Diễm Phong sắc mặt lại lần nữa trắng bệch trắng bệch. Phượng Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái ta liền xem bọn họ lần này ở linh lãnh tổ một nước cường giả đuổi giết ta khi biểu hiện. Nói xong câu đó, Phượng Vũ lập tức đi ra ngoài. Nàng tốc độ thực mau, nháy mắt biến mất tại chỗ. Phượng Diễm Phong bị Phượng Vũ dọa tới rồi, ở hắn rời đi sau, hắn chạy nhanh chạy về đại phòng. Thế giới này thật là đáng sợ. Phượng Diễm Phong tuyên bố đại phòng bế quan, bất luận kẻ nào không được ra sân, càng không được ở sắp tới đặt chân tinh vẫn viện. Không nói run bần bật Phượng Diễm Phong, đơn nói Phượng Vũ. Nàng nhìn đến Phượng Diễm Phong đem một đám người nhốt ở đại phòng, khóe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Không có đại phòng người lúc ẩn lúc hiện nàng kế tiếp kế hoạch xác xuất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Quả nhiên không bao lâu, ngự minh dạ đã trở lại, hắn phía sau đi theo hoa vô song. Ngươi đừng chạy, cho ta đứng lại. Hoa vô song trong tay trường kiếm chỉ hướng ngự minh dạ. Ngự minh dạ một đường chạy một đường quay đầu lại hướng hoa vô song là mặt quỷ, xử bắt quái, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng nhà của chúng ta tiểu vũ so, thật lớn mặt đâu. Phượng vũ rốt cuộc biết hoa vô song vì cái gì sẽ bị ngự minh dạ khí thành như vậy cố tình ngự minh dạ một bên chạy còn một bên đắc ý rào rạt ta là linh lãnh thổ một nước ngươi có thể truy thượng ta lêu 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 phượng vũ đỡ chán ngự minh dạ bốn tuổi ngươi thật sự thực đáng yêu hoa vô song thiếu chút nữa diệt bị tước chết nàng xác thật đuổi không kịp ngự minh dạ nhưng nàng nhìn đến phượng vũ tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt hoa vô song cũng không đuổi theo phượng vũ nàng từ đầu tường giáng xuống vững vàng đứng ở phượng vũ trước mặt giờ phút này hai người đứng ở phượng tộc cổng lớn chính là hôm qua đại gia vây xem lý quốc công sự kiện địa phương phượng tộc năm đó là thực phồn thịnh cho nên toàn bộ phố đều là nhà bọn họ sản nghiệp cửa lộ gàng là có trăm mét khoan cho nên mới có thể cất chứa như vậy nhiều người vây xem đầu phố cách đó không xa các loại cửa hàng san sát ngựa xe như nước rất là náo nhiệt cho nên đương hoa vô song cùng phượng vũ đối diện mà đứng khi tức khắc khiến cho rất nhiều người chú ý đại gia sôi nổi nghỉ chân ánh mắt phóng ra lại đây hoa vô song nhìn chằm chằm phượng vũ trước mặt rất khó xem phượng vũ ngươi có ý tứ gì phượng vũ nhàn nhạt nhìn nàng cười như không cười có ý tứ hôm qua lý quốc công trong phủ môn tới khi dễ hiện tại đến phiên hoa ra đây là khinh ta hoa ra không ai trong lúc nhất thời đại gia lực chú ý đều rơi xuống hoa vô song trên người hoa vô song vốn chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử nơi nào nguyện ý bị nhiều như vậy người vây xem Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vũ, đem Ngự Minh Dạ giao ra đây. "Bằng không, ta đối với ngươi không khách khí." Phượng Vũ cười như không cười liếc nàng, thật đúng là có ý tứ, Ngự Minh Dạ đường đường linh lãnh thổ một nước cường giả, ngươi cảm thấy là ta có thể mệnh lệnh động. "Hoa cô nương, thực lực cấp bậc tôn ti ngươi là thật sự một chút cũng không biết sao?" Hoa Vô Song tức khắc bị Phượng Vũ nói mà lại nghẹn lại. Nàng như thế nào sẽ không biết nàng chỉ là nhìn đến ngự minh giả đối phượng Vũ Thiên Y bách thuận cho nên mới hảo. Nếu ngươi không đem ngự minh giả giao ra đây, vậy chính ngươi đến đây đi. Phượng Vũ, Nga. Tấu chương xong. Trường 3523 tình địch 2. Hòa vô song, Phượng Vũ ta phải hướng ngươi hạ khiêu chiến thư. Hiện tại, Phượng Vũ không chút để ý liếc nhìn nàng một cái, nếu ta không tiếp thu đâu hoa vô song, ngươi không dám tiếp thu sao? Phượng vũ ta không tiếp thu không minh bạch khiêu chiến, ngươi biết đến, nếu là ai khiêu chiến ta đều tiếp thu, hiện tại nhưng vội đã chết, làm sao có thời giờ bình thường tu luyện. Cho nên, ngươi cần thiết cho ta một cái không thể không lý do cự tuyệt. Hoa vô song, bởi vì, quân điện hạ. Phượng vũ nhàn nhạt nhìn nàng, quân lâm uyên. Hắn làm sao vậy? Nhà đầu này cư nhiên thẳng hô điện hạ kỳ danh. Hoa vô song nội tâm sớm đã đem quân Lâm Uyên trở thành chính mình phu quân. Cho nên thấy Phượng Vũ như thế sương hô, nàng trong lòng một vạn cái không không đồng ý. Người là thật không biết, vẫn là giả không biết. Hoa vô song nhìn chầm chầm Phượng Vũ. Phượng Vũ nhàn nhạt cái gì? Hoa vô song cũng không nói lời nào mà là đem chính mình cánh tay phải giơ lên. Hai chỉ Long Phượng vòng ngọc chồng lên nàng thủ đoạn. Long Phượng vòng ngọc hoàng gia con dâu tượng trưng tương lai thái tử phi tiêu chí hoa vô song hạ giọng ở phượng vũ bên tai nhà khí như lan là khoe ra cũng là khiêu khích nói xong câu đó hoa vô song kéo ra cùng phượng vũ khoảng cách nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phượng vũ hiện tại biết ngươi ta chi gian tranh lệch sao phượng vũ cho nên ngươi hôm nay tới rốt cuộc là vì sao hoa vô song giáo huấn ngươi phượng vũ nghi hoặc khó hiểu giáo huấn ta hoa vô song ta biết ngươi nhận thức quân điện hạ so với ta sớm cũng biết quân điện hạ đối đãi ngươi bất đồng ta thậm chí biết các ngươi đã từng từng có hôn ước cho nên ngươi yên tâm đi đó là vì tùy điện hạ tâm ý ta cũng sẽ không quấy nhiễu ngươi gả cho điện hạ phượng vũ dùng xem thiểu năng trí tệ giống nhau ánh mắt nhìn hoa vô song hoa vô song ngạo mạn liếc phượng vũ chẳng qua ta sẽ là thái tử phi mà ngươi bất quá là chắc thất thôi phượng vũ cách đó không xa ngự minh giả, lại xa một ít vây xem quần chúng. Cho nên, hôm nay trận chiến đấu này, là quân điện hạ tương lai Thái Tử Phi cùng tương lai chắc phi địa vị chi tranh sao? Ai, không đúng, không phải nói Phượng Vũ mới là tương lai Thái Tử Phi sao? Này còn nhìn không ra tới sao? Bị cái này họ hoa cô nương đoạt bái. Ta nghe nói này hoa gia chính là chín đại gia tộc chi nhất hoa tình cốc hoa gia, nội tình thâm hậu cao thủ nhiều như mây, nhưng đến không được. Hiện tại phượng tộc hơn xa nam đó có thể so cho nên đem phượng gia cô nương điều chỉnh thành chắc phi, hoa gia cô nương vì thái tử phi cũng không phải không có khả năng. Hoa vô song nhìn chầm chầm phượng vũ, nghe minh bạch ta lời nói sao. Hoa vô song bên người có một vị ma ma, vị này ma ma chính là hoa lão phu nhân phái ở hoa vô song bên người bên người bảo hộ hỷ cô. hỉ cô cặp kia hung ác nham hiểm thâm hàn con ngươi nhìn chầm chầm phượng vũ, nghe minh bạch nhà của chúng ta cô nương lời nói. Phượng Vũ nhìn hoa vô song, thật dài thở dài, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hoa vô song nghiêm túc nhìn chầm chầm Phượng Vũ, dùng thực lực của ta, đường đường chính chính đánh bại ngươi, làm tất cả mọi người biết ta hoa vô song so ngươi Phượng Vũ cường. Này thái tử phi chi vị ta hoa vô song danh xứng với thật. Phượng Vũ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, ngươi xem cũng là cao ngạo lãnh ngạo khoản, một khi đoạt khởi nam nhân tới, như thế nào cũng là như vậy phấn đấu, bên mình không biết xấu hổ. Luận điểm này, tả thanh loan đều không kịp ngươi đâu. Tìm chết. Hoa vô song nơi nào dung phượng vũ chế nhạo nàng. Nàng vừa rồi nói những lời này đó thời điểm cố ý đè thấp thanh âm chỉ cấp phượng vũ một người nghe, người khác lại nghe không được. Tấu chương xong. Trường 3524 tỉnh địch 3. Người khác đã nghe không được tự nhiên sẽ không biết nàng chân thật tính tình xem ra tổ mẫu nói rất đúng, đến đêm này Phượng Vũ đánh phục mới được. Hoa vô song lời nói không nói nhiều, một cổ khổng lồ vô cùng linh lực bắn về phía Phượng Vũ. Hiện tại nàng đã là linh vương cảnh bốn sao đỉnh mà Phượng Vũ thực lực theo nàng phỏng đoán, bất quá là linh vương cảnh bốn sao sơ dai. Cho nên hoa vô song lòng tràn đầy cho rằng chính mình nhất chiêu ra là có thể đem Phượng Vũ áp suy sụp. Nhưng mà, Phượng Vũ vẫn đứng ở kia, bất động như gió đường linh khí bức bách đến phượng vũ trước người khi lại thấy nàng đôi tay hợp thành trưởng đi phía trước đẩy nháy mắt phản chiêu đánh úp về phía hoa vô song trong nháy mắt hoa vô song sắc mặt liền trở nên trắng bệch vô cùng bởi vì nàng có thể cảm nhận được kia cổ bàng bạc linh khí dao động phượng vũ không phải linh vương cảnh bốn sao sơ dai sao như thế nào sẽ phanh hoa vô song bụng bị phượng vũ hung hăng đánh trúng nàng cả người bay ngược đi ra ngoài mà nàng bay ngược đi ra ngoài phương hướng, đúng là tinh vẫn viện. Theo lý mà nói, tinh vẫn viện bị phượng vũ bố trí trận pháp, người bình thường là không có khả năng đâm đi vào. Nhưng hiện tại cũng không biết sao lại thế này hoa vô song thế nhưng rơi vào đi. hỉ cô vừa thấy, mày tức khắc nhan lại. Nàng không có dư thừa nói, lập tức hướng phượng vũ ra chiêu. Nhưng mà, ngự minh dạ đã che ở phượng vũ trước mặt uy, lão yêu bà, các nàng hai cái tiểu cô nương đối chiêu, ngươi một cái lão nhân ra trộn lẫn cái gì? Đại trưởng lão, ngươi tới. Ngự minh dạ lập tức đem hì cô ném cho nhà mình đại trưởng lão. Liền vừa mới trong nháy mắt đối trưởng, ngự minh dạ liền rõ ràng ý thức được vị này hì cô thực lực hơn xa quá chính mình. Phượng vũ cấp ngự minh dạ đưa mắt ra hiệu, ngự minh dạ gật gật đầu. Phượng Vũ không có dư thừa động tác mà là lập tức nhằm phía tinh vẫn viện trong miệng kêu, hoa vô song, chạy trốn nơi đâu, lên tái chiến. Theo sát, bên trong liền truyền đến đôm đốp đôm đốp đối chiến thanh. Mà trên thực tế đâu tinh vẫn viện nổi. Hoa vô song nằm trên mặt đất tưởng bò đều bò không đứng dậy. Bởi vì giờ phút này Phượng Vũ chính một chân đạp lên trên người nàng. Nàng khó có thể tin ánh mắt chừng mắt Phượng Vũ, như thế nào đều tưởng không rõ như thế nào sẽ, vì cái gì chính mình thế nhưng nhất chiêu suy tàn, phượng vũ thế nhưng so với chính mình cường nhiều như vậy. Thực lực của ngươi hoa vô song cắn răng chừng mắt phượng vũ. Phượng vũ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi ta phía trước chỉ là tạm thời tính rơi xuống đến linh vương cảnh bốn sao sao. Hoa vô song, tạm thời tính. Phượng vũ, đúng rồi, tối hôm qua thượng đã khôi phục đến linh vương cảnh lục tinh, ngươi có ý kiến. Hoa vô song, linh vương cảnh lục tinh, ngươi. Phượng Vũ đạm đạm cười, đúng vậy, chính là ta, bất quá hiện tại nói như vậy có chút đã muộn, ngươi vẫn là phối hợp ta làm một ít việc đi. Làm chuyện gì? Không đợi Hoa Vô Song hỏi ra thanh, Phượng Vũ đã giơ tay đem Hoa Vô Song chụp hôn mê. Đường Hoa Vô Song lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, nàng không biết nàng đã bị người thay đổi quần áo. Nàng thay chính là Phượng Vũ quần áo, Phượng Vũ váy cùng với Phượng Vũ trang phục. Còn có Phượng Vũ dung nhan đến nỗi phượng vũ chính mình nàng đã biến thành hoa vô song ta đã uy nàng uống xong tán công dược tề tới một đoạn này thời gian nội nàng không có biện pháp vận hành linh lực các ngươi chú ý xem trọng nàng phượng vũ công đạo đoạn triều ca cùng thu linh các nàng hai người bị phượng vũ này bút tích cấp kinh tới rồi cũng may các nàng bị kinh kinh cũng kinh thói quen cho nên thực mau liền tiếp nhận rồi phun thật dược tề đi xuống hoa vô song không nghĩ nói đồ vật toàn cấp nhổ ra Bất quá Phượng Vũ không có biện pháp lại nhiều nghe, bởi vì bên ngoài hì cô rất nhiều lần đều phải vọt vào tới. Tấu chương xong. Trường 3525 tình địch 4. Ta thực mau sẽ trở về. Ở hì cô lại lần nữa muốn vọt vào tới thời điểm Phượng Vũ nghiêm túc dặn dò các nàng. Ngay sau đó cô nương. Hỉ cô một phen vớt lên Phượng Vũ, cũng chính là nàng trong mắt hoa vô song cô nương ngươi không sao chứ phượng vũ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì nhưng là hì cô lại nhìn đến nhà mình tiểu thư trước ngực kia đại đại dấu chân cùng với trên mặt sưng to này còn có thể không có việc gì đi về trước đi rốt cuộc đây là các nàng ra địa bàn phượng vũ hạ giọng nhắc nhở hì cô hì cô đang có ý này vì thế nàng mang theo phượng vũ nhanh chóng ra bên ngoài phi nháy mắt biến mất không thấy Kia Phượng Vũ bị ngươi thương tới rồi." Hỉ cô vọt vào đi thời điểm, nhìn đến trên mặt đất nằm một mặt thân ảnh, hẳn là Phượng Vũ. Phượng Vũ gật đầu, "Ta đem nàng bị thương, nhưng ta chính mình cũng bị thương không nhẹ. Sau khi trở về cần đến hảo hảo điều dưỡng." Hỉ cô nhìn đến Phượng Vũ thủ đoạn gian kia đối thủ vòng. Thấy vòng tay không có toái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Cô nương, ngươi Hà Tất hiện tại liền xuống tay, về sau cơ hội có rất nhiều." về sau ngài là thái tử phi, nàng là chắc phi. Tưởng như thế nào đắn đo nàng liền như thế nào đắn đo nàng, chẳng phải càng tốt. Phượng Vũ giả bộ hoa vô song bực bội biểu tình ta chính là xem nàng khó chịu. Hỉ cô thở dài, cũng thế, tốt xấu ra trong lòng khẩu khí này, kế tiếp lão phu nhân sợ là muốn ngài bế quan tu luyện. Phượng Vũ không nói gì, tực mau các nàng liền trở lại hoa phủ. Hoa phủ ung dung hoa quý, đình viện nội mấy trăm bồn cúc nhìn qua tươi mát thanh nhã. Ngày mai đó là Hoa lão phu nhân ngày sinh, lần này ngày sinh là hoa gia xuất thế, một lần nữa tiến vào đế đô nhất thượng lưu giai tầng cơ hội, huống chi còn có thái hậu hứa hẹn kia sự kiện. Cho nên Hoa lão phu nhân rất coi trọng, tự mình giám sát. Phượng Vũ tiến vào hoa phủ sau, lực chú ý liền độ cao tập trung, sợ ứng đối sai rồi sẽ chọc người hoài nghi. Hỉ cô nhìn chằm chằm Phượng Vũ, cô nương bị thương rất nghiêm trọng. Phượng Vũ còn tốt. Hỉ cô cô nương tim đập có chút nhanh. Phượng Vũ Quả nhiên này đó truyền lại đời sau gia tộc không một kẻ yếu, một cái hỉ cô đều như thế nhạy bén. Cũng may phượng vũ bắt trước hoa vô song bắt trước giống. Nếu không thật đúng là sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở tới. Hỉ cô nhìn đến nhà mình cô nương tuy rằng vẫn luôn nói không nghiêm trọng nhưng vẫn luôn che lại ngực bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Đối phượng vũ nói cô nương tự đi tu luyện đi. Hỉ cô đi gặp lão phu nhân, nói xong không đợi phượng vũ nói chuyện, hỉ cô cũng đã chính mình đi rồi. Phượng Vũ, nàng lưu tại tại chỗ tức khắc không biết nên đi nơi nào. Nàng lại không phải chân chính hoa vô song, nào biết đâu rằng hoa vô song sân ở nơi nào. Lại nào biết đâu rằng hoa vô song tu luyện chi sở tại nơi nào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Nhị tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trên người quần áo như thế nào dơ hề hề? Nói chuyện chính là nhị phòng cô nương, kêu hoa vô vũ. Phượng vũ cũng chưa thấy qua nàng, cho nên cũng không biết thân phận của nàng cùng tên nhị tỷ tỷ hòa vô vũ nghi hoặc nhìn phượng vũ ngươi làm sao vậy phượng vũ che lại ngực khụ khụ mới vừa chiến đấu còn hảo vừa thấy liền không phải thực tốt bộ dáng vô song vũ vội đỡ phượng vũ tỷ tỷ ta đỡ ngươi qua đi đi ngươi tu luyện hoa sen các khoảng cách nơi này có chút xa bất quá nơi đó linh khí nồng đậm tới gần tàng bảo cát cùng ngươi chữa trị thân thể rất có ích lợi phượng vũ gật gật đầu vậy phiền toái muội muội Hoa Vô Vũ trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nàng vị này tỉ tỉ tốc tới thanh lãnh cao ngạo, chưa bao giờ sẽ cho các nàng này đó tư chất bình thường bọn muội muội sắc mặt tốt. Hôm nay như thế nào tấu chương xong? Chương 3526 Huyết Nguyên Tinh một Hòa Vô Vũ trong lòng nghi hoặc, trên mặt tự nhiên biểu lộ một ít ra tới phượng vũ kiểu gì thông minh người hoa vô vũ một chút rất nhỏ biểu tình nàng đều chú ý tới hơn nữa nàng chớp mắt tức khắc kế thượng trong lòng phượng vũ nhớ rõ hoa gia còn có một vị cô nương là nhị phòng hoa vô cơ hoa vô cơ thiên phú cùng hoa vô vũ kém không lớn nhưng bởi vì hoa vô cơ thời trẻ trên mặt chịu quá nghiêm trọng thương dung mạo nửa hủy cho nên lão thái thái đem toàn bộ tâm lực đều thả xuống ở hoa vô song trên người vô luận là công pháp vẫn là tài nguyên hoa ra lấy ra sở hữu tài nguyên toàn lực tài bồi hoa vô xong đến nỗi hoa vô cơ ẩn ẩn trung bị từ bỏ chuyện này vẫn là phía trước phượng vũ dùng phun thật tề ép hỏi hoa vô xong thời điểm biết đến bởi vì lúc ấy thời gian khẩn cho nên phượng vũ chỉ biết một chút da lông trong đó ẩn tình nàng là một mực không biết cho nên lúc này phượng vũ theo bản năng nhắc tới tam muội muội đâu hoa vô cơ gia tộc đứng hàng đệ tam cho nên nhân xưng hoa tam cô nương mà hoa vô cơ, đúng là hoa vô vũ thân tỷ tỷ. Hoa vô vũ vừa nghe nhị tỷ nhắc tới tam tỷ, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt nàng miễn cưỡng bày trừ một nụ cười. Tam tỷ tỷ đang bế quan tu luyện đâu? Phượng vũ tổ mẫu đều phải mừng thọ sinh, nàng còn bế quan. Hoa vô vũ, nhị tỷ nhị tỷ nói nàng sẽ trước tiên ra tới. Phượng vũ, nàng xuất quan, ngươi làm nàng tới gặp ta hoa vô vũ khẩn trương nhìn phượng vũ phượng vũ như thế nào ngươi có ý kiến một bộ ngạo mạn ngữ khí phượng vũ rất rõ ràng hoa vô song đối ngoại cao ngạo thanh lãnh như thánh nữ giống nhau nhưng ở nàng quen thuộc người trước mặt lại ngạo mạn như khổng tước quả nhiên hoa vô vũ đối phượng vũ này biểu tình cũng không có dị nghị có thể thấy được ngày thường hoa vô song đối nàng từ trước đến nay đều là như thế trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm sai khiến Nhị tỷ tỷ, ngươi phòng luyện công tới rồi. Hoa Vô Vũ đem Phượng Vũ đỡ đi vào liền muốn chạy khai. Nhưng là Phượng Vũ lại hơi hơi nhíu mày, ngươi đi giúp ta lấy chút linh hạch tới. Hoa Vô Vũ nhìn Phượng Vũ, chính là Nhị tỷ, chỉ có ngươi có chìa khóa, Địa Tự Hào tàng bảo khố ngươi lần trước không phải nói tổ mẫu đã đem chìa khóa cho ngươi sao? Phượng Vũ trong lòng đại đại kinh ngạc một chút. Này Hoa Vô Song thật đúng là cũng đủ chịu coi trọng nha, tàng bảo khố chìa khóa đều có cũng may Phượng Vũ làm việc từ trước đến nay cẩn thận kín đáo. Phía trước bắt giữ đến Hoa Vô Song thời điểm, đừng nói nàng bị thương mang long phượng vòng ngọc đó là trên người nàng bất luận cái gì một chút kim chỉ đều bị nàng lấy. Cho nên Hoa Vô Vũ trong miệng chìa khóa, nàng thật là có. Phượng Vũ lấy ra chìa khóa ném cho Hoa Vô Vũ, đi nhanh về nhanh. Là Hoa Vô Vũ không dám trì hoãn, đôi tay nắm chìa khóa, xoay người bước nhanh hướng phía ngoại bước đi nàng rời đi vài trăm thước sau, Phượng Vũ liền từ phòng luyện công đi ra ngoài. Phượng Vũ cũng không biết điện tự hào chìa khóa ở nơi nào, cũng không biết như thế nào mở ra, cho nên đi theo hoa vô vũ là được rồi. Quả nhiên, đường hoa vô vũ mới vừa cùng thủ vệ câu thông hảo, mở ra địa tự hào tàng bảo khố môn khi cảm giác được bên người có một đạo giày đặc bóng ma, quay đầu nhìn lại phát hiện là nhà mình nhị tỳ. Nhị tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây ngươi không phải bị thương thực trọng sao? phượng vũ ngạo mạn liếc nàng liếc mắt một cái người biết lấy thứ gì thích hợp ta chữa trị thân thể sao hoa vô vũ ách ngưng huyết đan dược thượng phẩm linh thạch vẫn là huyết nguyên tinh sao huyết nguyên tinh phượng vũ trong đầu tắt ra tên này trong lòng lại hơi hơi vừa động linh thạch kỳ thật phượng vũ có không ít vô luận là hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch vẫn là hạ phẩm linh thạch tố trương xong Chương 3527 Huyết Nguyên Tinh 2. Vô luận là cái gì cấp bậc linh thạch, Phượng Vũ đều có. Vô luận là cái gì cấp bậc đan dược, Phượng Vũ cũng đều có. Nhưng là nàng không có huyết nguyên tinh. Phượng Vũ là nghe qua huyết nguyên tinh, nàng biết huyết nguyên tinh đối với tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Nhưng là huyết nguyên tinh quặng cực thưa thớt, chỉ có hoa tình cấp nơi Trung Quốc và phương Tây bộ khu vực ngẫu nhiên mới có như vậy một hai viên xuất thế. Một khi xuất thế, lập tức liền sẽ bị người lên ảo ảo mua đi, cho nên trên thị trường căn bản mua không được huyết nguyên tinh. Phượng Vũ trong tay cũng là một khắc đều không có. Nghe tới Hoa Vô Vũ nói như thế thời điểm, Phượng Vũ trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Chẳng lẽ Hoa Tình cấp có huyết nguyên tinh? Nếu thực sự có nói, kia nàng tu vi khôi phục đã có thể thực nhanh. Không chỉ có khôi phục mau, thực lực càng là có rất lớn trình độ tăng lên phượng vũ phía trước thác phong tầm từ hoàng cung trong bảo khố nhắc tới rất nhiều dược liệu đang chuẩn bị luyện chế ra cố bổn bồi nguyên cường thân đan hiện tại nếu có huyết nguyên tinh hai bút cùng vẽ nói nghĩ vậy phượng vũ ánh mắt càng thêm sáng nhưng nàng sắc mặt lại là nhàn nhạt, nhạt liếc hoa vô vũ liếc mắt một cái xem ra ngươi là thật sự không biết nói xong phượng vũ trước một bước tiến vào địa tự hào bảo khố hoa vô vũ đi vào cũng không phải không đi vào cũng không phải phượng vũ đối nơi đây cũng không phải quen thuộc lại còn có yêu cầu hoa vô vũ đánh yểm trợ cho nên nàng nhàn nhạt nói tùy ta cùng nhau vào đi có thể tiến bảo khố hoa vô vũ tự nhiên cầu mà không được phượng vũ tiến nội môn liền nhìn đến một vị lão quản gia chờ ở kia lão quản gia gù lưng thân mình sắc mặt nghiêm túc trên mặt nếp nhăn như đau tức giống nhau nhị tiểu thư hắn đối phượng vũ chào hỏi nhưng là nhìn đến hoa vô vũ lại giống không nhìn thấy giống nhau ngược lại là hoa vô vũ cùng hắn chào hỏi, triệu quản gia, tỷ tỷ bị thương, tới bảo khố lấy vài thứ. Triệu quản gia nhìn đến phượng vũ, nhíu lại mi hơi, nhị tiểu thư như thế nào bị thương. Thương nhưng nghiêm trọng, muốn lấy thứ gì, nhưng có phòng thu chi thượng sợi. Lão phu nhân bên kia con dấu Lại nguyên lai muốn tới bảo khố lấy đồ vật yêu cầu phòng thu chi trước ra sợi, sau đó lão phu nhân bên kia cái chọc được đến cho phép phía sau có thể lấy dùng khụ khụ hoa vô song tựa hồ thương có chút nghiêm trọng, nàng liếc hoa vô vũ liếc mắt một cái. Hoa vô vũ thẳng thắn sống lưng, triệu quản gia. Nhị tỷ tỷ chính là có bảo khố chìa khóa, lão thái thái đã toàn quyền đem địa tự hào bảo khố phó thác cho nàng, ngươi lời này nói có chút ý tứ, nơi nào là đi lão thái thái nơi đó cái chọc. Ngày thường người khác tưởng lãnh bảo vật cũng không phải là cùng nhị tỷ tỷ kia cái chọc mới được sao triệu quản gia cặp kia âm trầm con người hiện lên một mặt ý cười, lão nô trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có chút quên mất nhị tiểu thư thứ tội đâu. Phượng Vũ trong lòng tắc chậm rãi phun ra một hơi trọc khí. Hôm nay may mắn hoa vô vũ theo tới, bằng không ai biết hoa ra nhiều như vậy vụn vật quy củ. Vừa rồi nàng nếu là một cái trả lời không đúng, lập tức liền sẽ bị triệu quản gia nhìn ra sơ hở. Trên thực tế triệu quản gia ra tiếng thử, nên sẽ không hắn đã nhìn ra sơ hở đi. Phượng Vũ trong lòng hồ nghi, nhưng trên mặt không có nói ra. Triệu quản gia đối Phượng Vũ nói, không biết nhị tiểu thư yêu cầu lấy vật gì. Phượng Vũ, triệu quản gia nghĩ sao? Triệu quản gia, lão nô có hảo vật đề cử cấp nhị tiểu thư, không bằng nhị tiểu thư tùy lão nô đến đây đi. Phượng Vũ trong lòng dùng mình, nhàn nhạt nói, hảo. Triệu quản gia quay đầu lại đối hoa vô vũ nói, tứ tiểu thư còn thỉnh đi về trước. Hoa vô vũ chỉ cho rằng triệu quản gia bất công hoa vô song, trong lòng khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn là xoay người rời đi. Tấu chương xong. Trường 3528 huyết nguyên tinh ba Triệu quản gia thái độ cực hảo giơ tay ngânh phượng vũ đi vào. Địa tự hào trong bảo khố. To như vậy tàng bảo khố, năm sáu trăm bức phạm vi, trung gian là từng hàng gỗ thô sắc cái giá trên giá chất đầy các loại nhan sắc tính chất lớn nhỏ không đồng nhất hộp. Cái giá chung quanh, dán tường phóng một đám dương gỗ. Dương gỗ lớn nhỏ nhất trí, sắp hàng chỉnh tề, hợp quy tắc cực kỳ. Triệu quản gia vẫn luôn bồi ở phượng vũ bên người, hắn vừa đi vừa nói, nhị tiểu thư nếu bị thương, tự nhiên là ngưng huyết đan dược tốt nhất, bên này đó là nhưng mà. Không đợi triệu quản gia nói xong lời nói, loảng xoảng lạch cạch, phượng vũ ra tay triệu quản gia nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ là đối phương ra tay trước. Rõ ràng hắn chuẩn bị trước đem đối phương dẫn đến cơ quan bẫy dập sau đó khởi động cơ quan đem đối phương vây khốn. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng như thế cảnh giác đánh đòn phủ đầu. Ngươi không phải linh vương cảnh bốn sao sao. Triệu quản gia quay đầu lại, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm phượng vũ. Ngực hắn chung nhất kiếm, mũi kiếm lực thấu mà ra, máu tươi từ mũi kiếm. Từng giọt lăn xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Chân chính nhị tiểu thư đâu triệu quản gia âm độc con ngươi nhìn chằm chằm phượng vũ. Hắn đi bước một sau này đi đến, dựa vào vách tường. Kết quả, phượng vũ lại trước hắn một phen, đem hắn túm đi. Tưởng cảnh báo sao, triệu quản gia từ ngươi ngay từ đầu thắc đại lúc sau, cũng đã chú định cái này kết cục ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi ngươi tự tin. Kỳ thật từ nhìn thấy ta đệ nhất mặt bắt đầu, ngươi cũng đã xác định ta không phải chân chính hoa vô song, không phải sao. Phượng Vũ cười tùm tìm nhìn trầm trầm triệu quản gia. Triệu quản gia trong mắt hiện lên một mặt độc ác. Không sai. Từ nhìn đến Phượng Vũ ánh mắt đầu tiên bắt đầu triệu quản gia liền biết trước mắt người này không phải nhà mình nhị tiểu thư cho nên hắn cố ý tống cổ hoa vô vũ rời đi. Mà đem Phượng Vũ hướng trong bảo khố dẫn. Bảo khố nội có cảnh báo trang bị còn có các loại bí ẩn cơ quan ám khí cho nên triệu quản gia quyết định đem Phượng Vũ nhốt lại ép hỏi nhưng bởi vì như thế hắn chậm một bước đáng tiếc hắn uổng có một thân không yếu tu vi, lại bị Phượng Vũ tập trung bùng nổ hạ bị thương nặng. Phượng Vũ chính là sử độc người thạo nghề, một khi rơi vào nàng tay, triệu quản gia nơi nào còn có dễ dụa đường sống. Vừa rồi triệu quản gia còn ý đồ kéo vang trên vách tường cảnh báo trang bị. Phượng Vũ chú ý tới, đó là một quyền tác phẩm vĩ đại thư. Phượng Vũ không có thời gian lãng phí ở triệu quản gia trên người, cho nên phun thật phấn sái lạc. Thực mau triệu quản gia đôi mắt liền có chút mê mang lên nhị tiểu thư tới câu đầu tiên lời nói trước nay đều là gần nhất có cái gì tân tấn bảo vật nàng mỗi lần đều phải quyển sách xem không cần muốn đích thân tiến vào cho nên lão phu nhìn đến ngươi liền biết ngươi không thích hợp nhưng không phải thập phần xác định cho nên chuẩn bị bắt giữ ngươi lúc sau lại báo cho lão phu nhân như thế đó là lập công lớn phủ nhận ồn ào đi ra ngoài công lao chẳng phải là bị những người khác phân mỏng nhưng lão phu ngàn tính vạn tính không có tính đến ngươi thế nhưng như thế nhạy bén thế nhưng nhìn ra ta hoài nghi ngươi ngươi là như thế nhìn ra ta hoài nghi ngươi triệu quản gia nhìn chằm chằm phượng vũ phượng vũ đạm đạm cười triệu quản gia cố tình không xem ta đôi mắt vẫn luôn cố ý tránh đi sợ bị ta nhìn ra vấn đề tới cho nên này vấn đề còn không nghiêm trọng sao triệu quản gia thở dài một tiếng nhị tiểu thư xa không bằng ngươi nhạy bén nhị tiểu thư hiện tại nơi nào Phượng Vũ nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nàng tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm. Bất quá ngươi liền nguy hiểm. Triệu quản gia nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Phượng Vũ cười như không cười nhìn hắn, chuyện tới hiện giờ triệu quản gia còn tưởng tính kế ta sao? Tấu chương xong. Trường 3529 huyết nguyên tinh 4 Phượng Vũ triệu quản gia cùng với tính kế ta, không bằng hào hào ngẫm lại, còn lại huyết nguyên tinh đặt ở nơi nào đi. Phượng Vũ đã địa tự hào tàng bảo khố nội đi dạo một vòng. Đối với dạo quá hoàng gia tàng bảo khố Phượng Vũ tới nói, hoa gia tàng bảo khố đồ vật đi rằng không tồi, nhưng không đủ để làm nàng tinh diễm. Huyết nguyên tinh trên giá cũng có, nhưng Phượng Vũ chỉ thu nạp ra một viên. Trứng bồ câu như vậy đại một viên huyết nguyên tinh tàn mát ra nồng đậm linh khí phượng vũ ở trong lòng âm thầm tưởng như vậy một chút đại huyết nguyên tinh đủ để để được với một vạn thượng phẩm linh thạch linh khí có thể thấy được huyết nguyên tinh linh khí nồng đậm chi cao phượng vũ tay cầm huyết nguyên tinh ở triệu quản gia trước mặt quơ quơ triệu quản gia lắc đầu huyết nguyên tinh như vậy bảo vật chỉ này một viên không còn có mặt khác phượng vũ đạm đạm cười xem ra ta vừa rồi phun thật thuốc bột hạ quá nhẹ triệu quản gia đã khôi phục thanh tình như vậy liền thỉnh lần thứ hai dùng đi dùng thuốc bột đối phương thực dễ dàng liền tỉnh táo lại cho nên Phượng Vũ lần này cấp triệu quản gia dùng chính là phun thật dược tề. Lộc cập lộc cộc triệu quản gia huyệt đảo đã sớm bị Phượng Vũ phong, hành động không tiện trên người lại bị bị thương nặng cho nên chỉ có thể tùy ý Phượng Vũ bài bố. Một quản phun thật dược tề đi xuống sau triệu quản gia sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Bởi vì đây là chuyên môn nhằm vào linh hồn tinh thần dược tề liên tục bị hạ hai lần triệu quản gia tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt khóe miệng đều bắt đầu lại nước dãi chảy xuôi ra tới hắn có chút khống chế không được chính hắn phượng vũ ngồi xổm trước mặt hắn nhàn nhạt cười nói đi này địa tự hào tàng trong bảo khố nhưng còn có huyết nguyên tinh triệu quản gia không nói gì nhưng hắn ngón tay lại chỉ hướng cách đó không xa mặt đất kia một chỗ sàn nhà trơn nhãn mặt đất sạch sẽ không có bất luận cái gì hoa văn cùng đánh dấu Nhìn qua phổ phổ thông thông, căn bản sẽ không có người nhận thấy được kia địa phương kỳ lạ chỗ. Phượng Vũ sau khi đi qua, dùng ngón tay đánh mặt đất thịt thịt thịt. Quả nhiên là trống rỗng. Nói cách khác, bên trong thật sự có cái gì? Nếu biết phía dưới có cái gì, cơ quan này cũng đã ngăn không được Phượng Vũ, nàng chính là phương diện này tuyệt đỉnh cao thủ. Vừa ra một phút, Phượng Vũ cũng đã đem mặt đất cơ quan mở ra. Xôn xao. Một cái chừng một thước vuông tiểu bục chậm rãi bay lên đài thượng có một cái màu đen hộp gấm. Hộp gấm là khóa lại, dùng chính là khắc văn khóa. Phượng Vũ quay đầu lại nhìn triệu quản gia liếc mắt một cái, triệu quản gia giờ phút này lại khôi phục một ít trực giác, nhìn đến Phượng Vũ làm ra màu đen hộp gấm. Trên mặt hắn hiện lên một mặt giữ tợn chi sắc. Nhưng là nhìn đến Phượng Vũ nhìn chầm chầm kia khắc văn khóa không có động, hắn khóe miệng dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Đó là khắc văn khóa thấp hơn bắt cấp khắc văn đại sư. Tuyệt không khả năng mở ra nếu là mạnh mẽ phá hư hộp gấm sẽ nổ mạnh tiếng nổ mạnh sẽ kinh động bên ngoài còn có hộp gấm cùng bục là gắt gao dính ở bên nhau bục là hắc diệu thạch tinh chế mà thành bất luận cái gì kim loại đều khó có thể tiếp đoạn cho nên thành thật nói cho ngươi đi hộp gấm nổ chính là huyết nguyên tinh mà là là số lượng xa xỉ huyết nguyên tinh chuyên môn cho chúng ta nhị tiểu thư chuẩn bị làm nàng đánh sâu vào đến hai nước cảnh huyết nguyên tinh mà ngươi cũng tuyệt đối lấy không được Triệu quản gia âm độc con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Vũ, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một cái là như vậy rời đi, một cái là mạnh mẽ bạo phá, ha ha ha, đúng lúc này. Triệu quản gia trước mắt xuất hiện quái dị một màn. Hắn nhìn đến Phượng Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một con kỳ quái bút, đề bút ở khắc văn khóa lại bôi bôi vẽ vẽ tấu chương xong. Chương 3530 tấn chức thành công một triệu quản gia quái gì ánh mắt nhìn Phượng Vũ, không biết nàng ở bận việc cái gì. Dù sao cái kia hắc mộc hộp thượng khắc văn khóa, vì bát cấp khắc văn đại sư là mở không ra, mà trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương nếu nói nàng là khắc văn đại sư. Triệu quản gia đã chết đều không tin, nhưng là lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Này tiếng vang tựa hồ là chuyên môn vì cười nhạo triệu quản gia bởi vì, hắn cho rằng sẽ không bị mở ra khắc văn khóa, thế nhưng bị phượng vũ giải khai, hơn nữa là dễ như trở bàn tay ngươi. Triệu quản gia trơ mắt nhìn phượng vũ từ hộp chung lấy ra năm cái huyết nguyên tinh. Phượng vũ mày nhíu chặt như thế nào mới năm cái? Triệu quản gia vô ngữ, năm cái còn không nhiều lắm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết huyết nguyên tinh có bao nhiêu quý trọng sao? Ngươi biết toàn bộ hoa tập cũng mới nhiều ít cái sao? Còn ghét bỏ thiếu. Phượng Vũ xem nhẹ, xác thật có điểm thiếu a, à, còn có sao? Triệu quản gia bị Phượng Vũ khí tới rồi, giờ phút này đã tiến khí nhiều, ra khí thiếu. Phượng Vũ, đây là địa tự hào tàng bảo khố, cho nên hẳn là còn có thiên tự hào tàng bảo khố đi. Triệu quản gia, người Triệu quản gia ngạnh sinh sinh bị Phượng Vũ cấp tức chết rồi. Tuy rằng phía trước hắn bị thương đã nghiêm trọng, nhưng xác thật cuối cùng là bị tức chết rồi phượng vũ bất đắc dĩ nhìn triệu quản gia nàng ở tự hỏi xử lý như thế nào triệu quản gia thi thể phượng vũ nhìn đến bên cạnh từng hàng dương gỗ vì thế tìm tận cùng bên trong một cái dương như cũ là khắc văn khóa bất quá này khắc văn sở liền không cần bắt cấp khắc văn đại sư thất cấp là có thể khai phượng vũ khai khắc văn khóa phát hiện bên trong thế nhưng là thuốc nổ phấn một thùng một thùng một thùng có mười cân mà này một cái dương có mười thùng Phượng Vũ đôi mắt một chút sáng. Nàng mở ra một thùng phong kín thuốc nổ phấn. Dùng ngón tay thực nghiệm một chút tỷ lệ, phát hiện này đó thuốc nổ phấn đều là thượng đẳng. Loại này cấp bậc thuốc nổ phấn nếu uy lực cũng đủ nói, có thể tạc thương linh lãnh thổ một nước sơ dai. Như vậy đồ tốt phượng vũ sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Vì thế, nàng đem trong dương thùng thuốc nổ quét sạch toàn nhét vào chính mình không gian chứa đựng túi, sau đó đem triệu quản gia ném vào đi đem dương gỗ dùng khắc văn khóa lại lần nữa phong hào lúc sau phượng vũ ánh mắt ở quét về phía bốn phía sang bên phóng chính là có một trình bài cái dương đâu này đó cái dương nội nên không phải là phượng vũ chọc chọc tay đôi mắt tức khắc có chút sáng hòa ra người đã rất cẩn thận mỗi cái cái dương đều dùng khắc văn khóa tỉ mỉ phong hào nhưng ai làm trước mắt vị này chính là khắc văn đại thành giả đâu Thực mau này một đám cái dương đều bị phượng vũ mở ra, bên trong quả nhiên toàn bộ đều là thuốc nổ phấn. Thật tốt, toàn bộ dọn đi là được. Quét sạch, quét sạch, quét sạch một trình bài trong dương thuốc nổ phấn, cũng không biết hoa ra tích lũy bao lâu. Cũng không biết các nàng ra chuẩn bị nhiều như vậy muốn làm cái gì nhưng hiện tại toàn bộ bị phượng vũ thu vào trong túi. Đến nỗi trên giá bãi hộp gỗ phượng vũ còn ở hoa ra đãi mấy ngày, cho nên tạm thời liền trước bất động chúng nó. Thu thập xong, lúc sau, Phượng Vũ đạm nhiên đi ra khỏi phòng. Đến nỗi Triệu quản gia hắn mất ích, Phượng Vũ cho hắn biên một cái thực tốt lấy cớ. Ngày đó ban đêm có người ban đêm xông vào hoa ra, trải qua địa tự hào bảo khố thời điểm bị Triệu quản gia phát hiện, một đường xông ra ngoài từ đây lúc sau liền không còn nhìn thấy Triệu quản gia đã trở lại. Đây là lời phía sau. Đến nỗi Phượng Vũ nàng trở lại phòng luyện công sau liền bắt đầu luyện hóa huyết nguyên tinh. Huyết nguyên tinh chỉ có luyện hóa, hóa thành thực lực mới là chân chính huyết nguyên tinh. Tấu chương xong. Chương 3531 tấn chức thành công 2. Phượng Vũ ở phòng luyện công tu luyện, thực mau liền tấn chức thành công. Phía trước vì cứu Bảo Nhi, Phượng Vũ từ Linh Vương cảnh lục tinh đỉnh đi xuống ngã xuống vẫn luôn ngã xuống đến linh vương cảnh 4 sao, mà hiện tại có huyết nguyên tinh lúc sau, Phượng Vũ liền tiếp tục đi lên trên. Linh vương cảnh 5 sao, linh vương cảnh lục tinh, thậm chí Phượng Vũ bằng vào huyết nguyên tinh chi lực nhảy tấn chức đến linh vương cảnh thất tinh. Phượng Vũ nhìn đến đã là đêm khuya, vì thế chạy ra đi làm giả mạo triệu quản gia sự, theo sau liền lần thứ hai chạy về phòng luyện công. Nàng cần thiết cấp triệu quản gia tìm một hợp lý mất tích lý do, hơn nữa giá họa cho nhà khác. Đây là Phượng Vũ Mai phục phục bút, ở nàng không có khởi động toàn bộ kế hoạch phía trước. Tạm thời còn không có vận dụng đến này cái quân cờ. Nếu Triệu quản gia biết chính mình đã chết còn sẽ bị Phượng Vũ trở thành quân cờ không biết có thể hay không khí từ trong dương nhảy ra. Phượng Vũ vừa mới ngồi định rồi không bao lâu, môn đã bị phanh một tiếng đạp một chân. Phượng Vũ ngước mắt nhìn lại, lại thấy ngoài cửa có hai vị cô nương đi ở phía trước cô nương một bộ váy tím, giữa mày tẫn hiện ngạo mạn, trong mắt còn có một tia oán độc chi sắc. Mà nàng phía sau còn lại là Phượng Vũ sớm đã gặp qua hoa vô vũ. Nhị tỷ tỷ ta đã đem tam tỷ tỷ mang đến, các ngươi hảo hảo nói a à, không cần cãi nhau nha nói xong, tiểu bạch thỏ giống nhau hoa vô vũ vèo một tiếng chạy đi rồi. To như vậy trong nhà cũng chỉ dư lại Phượng Vũ cùng hoa ra nhị cô nương hoa vô cơ. Hoa vô cơ luận ngũ quan cũng không so hoa vô song kém, nhưng nàng gò má thượng có một đạo rõ ràng vết sẹo, này đạo thương sẹo phi thường rõ ràng. Cho nên làm nàng cả người nhìn qua có vẻ dữ tợn đáng sợ. Hoa vô cơ nhìn chầm chầm hoa vô song, ngươi tìm ta. Phượng vũ đạm đạm cười, ta tìm ngươi. Xem ra tới, hoa vô cơ đối hoa vô song thái độ thực bất hữu thiện, thậm chí có thể nói là ác ý, nàng thẳng hướng ghế trên ngồi xuống hạ, ngạo mạn lức hoa vô song, ta đào phải hảo hảo nghe một chút chúng ta vị này hoa gia nhất có tiền đồ nhị tỷ tỷ có gì chỉ giáo đâu. Phượng Vũ sở dĩ lựa chọn hoa vô cơ vì chính là làm hoa gia từ nội bộ loạn lên. Nàng dùng hoa vô song cái này thân phận vì chính là làm hoa vô song kéo mãn thù hận giá trị. Cho nên, Phượng Vũ nhàn nhặt liếc hoa vô cơ liếc mắt một cái kia lời nói tự nhiên là như thế nào kéo thù hận nói như thế nào, ngữ khí so hoa vô cơ càng ngạo mạn gấp 10 lần. Ta muội muội, ngươi hiện tại còn dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện. Phượng Vũ ngạo mạn cực kỳ, đuôi mắt hơi hơi thượng trọn, nâng cầm xem người. Hoa vô cơ thiếu chút nữa bị khí tạc. Hoa vô song, đây là người đối ta thái độ. Hoa vô cơ nháy mắt đứng lên, ánh mắt bốc hỏa nhìn chăm chăm nàng. Phượng Vũ vừa thấy, hấp dẫn. Nàng trong lòng mừng thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc cười lạnh nói, như thế nào? Ta lập tức liền phải gà quân điện hạ đương thái tử phi, về sau càng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Người nói ta muốn như thế nào đối với ngươi nói chuyện hòa vô cơ sắc mặt càng thêm khó coi ngữ mang uy hiếp nhị tỷ tỷ ngươi thật sự hảo đắc ý a à. phượng vũ cười tam muội muội không chúc phúc ta sao hòa vô cơ ta tự nhiên sẽ hảo hảo chúc phúc ngươi ta thân ái tỷ tỷ nói xong hòa vô cơ quăng ngã môn mà đi ngươi tốt xấu cố ý như vậy khí nàng hòa vô cơ khí quăng ngã môn sau khi rời khỏi đây phượng vũ trong không gian thải phượng điều dò ra một con đầu nhỏ tò mò hỏi Phượng Vũ, không cố ý chọc giận nàng, nàng cũng không dám động thủ. Thải Phượng điều thúc giục Phượng Vũ, ngươi lại muốn làm cái gì? Mau nói mau nói, ta vừa thấy ngươi bộ dáng này liền biết lại có người muốn xui xẻo. Tấu chương xong. Trường 3532 tấn chức thành công ba. Phượng Vũ, Sơn Nhân tự có diệu kế, lần này, hoa ra không loạn ta cùng ngươi họ thải phượng điểu, như vậy nhiều người đuổi giết ngươi, ngươi lại trước tới động hoa ra. Phượng Vũ lại đạm đạm cười, ta lần này động làm sao ngăn hoa ra, không ngừng hoa ra, kia còn có ai ra. Thải phượng điểu vút đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa nó không rõ, Phượng Vũ cố ý trêu chọc hoa vô cơ là vì cái gì Phượng Vũ, ngươi giúp ta đưa tâm cấp chiều ca, như thế như vậy. Thải Phượng Điều trong lòng tò mò, chảo nhĩ tao má, Phượng Vũ phân phó nó làm cái gì, nó chạy nhanh liền đi làm. Làm xong chạy về tới sau, Thải Phượng Điều lại nhịn không được hỏi Phượng Vũ. Kia khi nào mới công bố đáp án đâu? Phượng Vũ, ngày mai. Thải Phượng Điều, ngày mai chính là hoa lão yêu bà ngày sinh, rất nhiều người đều sẽ tới. Phượng Vũ tới mới hảo, vây xem quần chúng sao, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao cũng là hoa vô song đại sự sao. Thải Phượng Điểu, vì cái gì ta xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ không cao hứng cho lắm. Phượng Vũ lầm bầm lầu bầu, ta thế quân Lâm Nguyên làm quyết định này, ngươi nói hắn có thể hay không trách ta. Thải Phượng Điểu, cái gì? Phượng Vũ, nếu hoa vô song làm không thành hắn vị hôn thê, ngươi nói hắn có thể hay không trách ta. Thải Phượng Điểu chọc chọc Phượng Vũ cái chán, ngươi thật khờ vẫn là giả ngốc. Hắn thích ngươi thích như vậy rõ ràng, ngươi đôi mắt nhìn không thấy sao. Phượng Vũ nguyên bản bị hậm hực bao phủ mặt nháy mắt nở rộ thần thái thật sự sao? Thải Phượng điều liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, chợt nói một câu, ở chủ nhân không thức tình phía trước. Người tốt nhất không cần. Phượng Vũ thấy Thải Phượng điều nói nói liền dừng lại, không khỏi nhíu mày, ta tốt nhất không cần cái gì. Thải Phượng điều, người tốt nhất không cần thích thượng người khác. Phượng Vũ, nói cái gì? Ta sẽ thích ai? Quân Lâm Nguyên sao? Đó là không có khả năng. Thải Phượng Điều dùng xem tiểu thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Xong rồi xong rồi xong rồi nha đầu này trong miệng nói không thích nhưng trong lòng sợ không phải sớm đã. Thải Phượng Điều nếu ngươi cùng quân Lâm Nguyên đi thân cận quá lấy hắn nhạy bén hắn tuyệt đối sẽ phát hiện chủ nhân tồn tại đến lúc đó ngươi phải biết rằng. Chủ nhân chính là Đại Lục đã từng chúa tể ai không nghĩ đạt được hắn truyền thừa. Dù sao sẽ uy hiếp đến chủ nhân thực rõ ràng, thải phượng điều cũng không hy vọng phượng vũ cùng quân lâm uyên đi đến cùng nhau. Phượng vũ mạnh miệng ta đương nhiên biết đến, cho nên tuyệt đối sẽ không cùng quân lâm uyên đi đến cùng nhau, người yên tâm hảo, chẳng lẽ ta nói ngươi còn không tin sao? Thải phượng điều nói thầm một câu, phượng vũ, ngươi nói cái gì? Thải phượng điều ta chưa nói cái gì dù sao ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói là được. Đến nỗi đào hoa kiếp 12 nhiệm vụ sự, ngươi mơ màng hồ đồ hoàn thành là được nhưng bị ngây ngốc thật rơi vào đi phượng vũ có chút không kiên nhẫn chọc nó đầu nhỏ biết rồi biết rồi quản quá rộng lạp ngươi vì cái gì thải phượng điều cường điệu mà lại nghiêm túc cảnh cáo sẽ làm chính mình trong lòng như vậy không thoải mái đâu phượng vũ xem nhẹ rất này không thoải mái cảm giác đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mắt chuyện này thượng thải phượng điều cũng biết bước phượng vũ quá mức không tốt nó vụt ra đi ta đi xem ngươi kế hoạch có phải hay không thật sự tại tiến hành Thải Phượng biểu tốc độ nhanh như tia chớp, gần nhất bế quan lại tập đến ẩn thân kỹ năng, cho nên ở hoa tộc quả thực nghênh ngang đi, không ai có thể phát hiện nó, cũng không ai nề hà nó. Thải Phượng biểu nhìn đến hoa vô cơ ở chính mình phòng nội khí thành một đoàn, mà lúc này, nàng chơi tốt tiểu tỉ muội cũng chính là độc cô ra độc cô nhã chứa quá tới tìm nàng chơi. Tấu chương xong. mươi 3533 thành công tấn chức 4. Cái gì? Ta trên mặt thương thật sự có thể chi? Hoa Vô Cơ một phen túm chặt đầu cô Nhã Mạc, "Ngươi nói thật sao? Ngươi nên sẽ không gạt ta đi. Nhã Mạc ngươi cũng biết, những năm gần đây, ta hoài bao nhiêu lần hy vọng, nhưng cuối cùng đều tuyệt vọng." Hoa Vô Cơ oa một tiếng khóc ra tới, "Ngươi biết ta gương mặt này là ai thương sao? Chính là ta kia nhị tỷ Hoa Vô Song, ta đều hỏi thăm rõ ràng, chính là nàng." Năm đó ta thiên phú so nàng cường, dung mạo so nàng cường, nàng âm thầm xuống tay, bị thương ta dung mạo. Từ nay về sau ta tại gia tộc coi trọng trình độ liền thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản không bằng ta Hoa Vô Song lại được lão thái bà coi trọng. Độc cô nhã mạc nghi hoặc khó hiểu, chính là không đúng a, à, nhà ai tu luyện còn xem dung mạo sao? Hoa Vô Cơ, nhà ta ngoại lệ, lão thái bà bồi dưỡng chúng ta, vì chính là cấp quân điện hạ làm thái tử phi, cho nên dung mạo mới là quan trọng nhất đầu cô nhã mạc cái gì, nhà các ngươi ngay từ đầu. Hòa vô cơ, đúng vậy, nhà của chúng ta ngay từ đầu bồi dưỡng khuê nữ. Chính là hướng về phía vị trí này đi, cho nên kia phượng vũ, mặc dù không phải bị tả ra hãm hại, cuối cùng nhà của chúng ta lão thái bà cũng sẽ ra tay bắp tát nàng, trên thực tế. Hiện tại ở lão thái bà nghiêm khắc, phượng vũ cũng đã là một cái chết người đầu cô nhã mạc a à, chính là nhà các ngươi lão thái thái sao có thể xác định nhà các ngươi nữ nhi nhất định có thể gả quân điện hạ đâu nghĩ đến chính mình trước kia thế nhưng mơ ước quá quân điện hạ đầu cô nhã mạc trong lòng có điểm sợ hoa vô cơ nhà của chúng ta lão thái thái đều có một bộ mê hoặc thái hậu bản lĩnh người yên tâm đi thái hậu thực ngu xuẩn bị nhà của chúng ta lão thái thái tùy ý lừa gạt tưởng như thế nào lừa nàng như thế nào lừa nàng cố tình thái hậu tin nàng thực Độc cô nhã mạc, lời này ngươi thật đúng là dám nói. Hoa vô cơ, lời này ta cũng chỉ dám ở ngươi trước mặt nói nói, ở người ngoài trước mặt ta dám để sao. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói mỹ nhan đan sự ngươi thực sự có. Đầu cô nhã mạc ta trong tay thực sự có, phía trước từ một người trong tay đặt mua, dùng xong lúc sau, lập tức là có thể khôi phục dung mạo. Nói, độc cô nhã mạc lấy ra một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp mở ra sau bên trong là trong suốt như tuyết hương khí thanh nhã xương cao bôi lên đi lúc sau thực mau liền có hiệu quả độc cô nhã mặc nhìn hoa vô cơ ta chính là tiêu phí giá cao tiền đặt mua là vì chính mình dự phòng nếu là đối với ngươi không có hiệu quả nói ta đây cũng không có biện pháp hoa vô cơ đây là đây là hoàng cấp này sợ không phải hoàng cấp đan dược đi độc cô nhã mặc gật đầu tự nhiên đúng vậy hoa vô cơ ngươi nhận thức hoàng cấp dược sư Độc cô nhã mạc nghĩ thầm, hoàng cấp làm sao vậy? Nhân ra nguyên bản là nửa bước thần cấp đâu, chẳng qua vì mục tiêu không như vậy rõ ràng cho nên chỉ dùng hoàng cấp đan dược đâu. Bất quá nàng rốt cuộc không có nói ra, chỉ là đối hoa vô cơ nói, ta nhận thức là nàng phía dưới môn đồ đâu, đặt mua không chỉ là mỹ nhan đan, ngươi xem, này còn có mặt khác thuốc bột dược tề đâu. Độc cô nhã mạc từ ống tay áo chung lấy ra một cái cái hộp nhỏ, thực nghiêm túc cấp độc cô nhã mạc khoe ra chính mình trong tay dược tề đây là ngủ yên dược tề, đây là thanh hương đan, đây là tấn chức đan, còn có này hương huyễn đan, dùng lúc sau, liền cùng phi thăng dường như, lâng lâng cảm giác. Mà giờ phút này, hòa vô cơ trên mặt sớm đã lau dược, đang ở chờ đợi dược hiệu phát tác. Hòa vô cơ kỳ thật hoa vô song đã nửa bước hoàng cấp dược sư, nàng nàng cũng chỉ biết luyện dược đối phó ta. Chờ ta khôi phục dung mạo ta nhất định làm nàng đẹp. Tấu chương xong. mươi 3534 nàng muốn làm cái gì? Hòa vô cơ bôi thuốc mỡ sau, không đến hai cái canh giờ liền tẩy đi. Đường nàng từ gương đồng nhìn thấy chính mình dung nhan khi lập tức đôi mắt sáng ngời. Nguyên bản màu đỏ thẫm vết sẹo, nhan sắc thế nhưng thiền rất nhiều. Nàng kích động bắt lấy độc cô nhã mạc thiên thế nhưng thật sự hữu hiểu, hiểu. Thế nhưng là thật sự, độc cô nhã mạc cũng thay nàng cao hứng, cười nói nếu có thể chị hào ngươi, vậy không thể tốt hơn bất quá hoa vô cơ, bất quá cái gì? Độc cô nhã mạc cười khổ nói, bất quá nhà ngươi tình huống có chút phức tạp, nhà ngươi nhị tỷ vạn nhất ghi hận ta. Hoa vô cơ nhíu mày, nếu nàng biết là ngươi cứu hảo ta, nàng nhất định sẽ ghi hận ngươi, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Phải biết rằng, năm đó chính là nàng đối ta hạ độc thủ. Đem ta từ cạnh tranh danh sách chung bài trừ rớt nàng mới có thể đương hoa ra duy nhất người thừa kế bồi dưỡng. Độc cô nhã mặc bị dọa tới rồi, ta đây, ta hoa vô cơ vỗ vỗ nàng bả vai, người yên tâm, ta sao có thể sẽ đem ngươi bán đâu. Ta về sau còn trông cậy vào ngươi tiếp tục cho ta cung dược đâu. Đúng rồi, rốt cuộc là vị nào dược sư. Đầu cô nhã mạc về sau lại nói cho ngươi tốt không? Hoa vô cơ cũng biết nàng cùng hoa vô song ân oán dọa đến độc cô nhã mạc không thể không gật đầu, hảo, dù sao tương lai còn dài đi nói xong nàng cười thần bí có lẽ lần sau thấy ta người liền không cần như vậy kính sợ hoa vô song. độc cô nhã mạc nàng chính là tương lai thái tử phi như thế nào có thể bất kính sợ nàng hoa vô cơ khinh thường cười lạnh tương lai thái tử phi nàng nói là chính là sao ai cho nàng quyền lợi độc cô nhã mạc biết lại nghe đi xuống nàng liền biết quá nhiều tới biết quá nhiều người sẽ chết cho nên độc cô nhã mạc liền mở miệng cáo từ hoa vô cơ còn có rất quan trọng sự phải làm cho nên đương độc cô nhã mạc cáo từ khi nàng lập tức đồng ý tới hoa vô cơ không biết chính là liền ở nàng bên chân một con nho nhỏ chim chóc chính ghé vào kia toàn bộ hành trình vây xem đâu nó gần nhất tập đến ẩn thân kỹ năng cho nên trừ phi thực lực cao nó rất nhiều cường giả nếu không không ai sẽ phát hiện nó tồn tại thải phượng điểu đi theo độc cô nhã mạc đi ra ngoài ra cửa sau nó liền chạy về đi tìm phượng vũ diếu rít người nói đúng, hoa vô cơ thật sự không phải thứ tốt nàng. Thải Phượng điều hứng thú bừng bừng cùng Phượng Vũ nói một hồi nó tận mắt nhìn thấy chính tai sở nghe. Cuối cùng, nó liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, xem ra trên mặt thương thật là hoa vô cơ lớn nhất nhược điểm, hiện tại lớn nhất nhược điểm phải bị lau đi, người cảm thấy hoa vô cơ sẽ như thế nào làm. Ta thật là quá chờ mong lạc. Là... Này chỉ Thải Phượng điều trời sinh thần thú huyết thống, không cần liều mạng tu luyện, bình thường chỉ cần hướng trong miệng rót có linh khí đồ vật, sau đó nằm trở về ngủ một giấc, một giấc ngủ dậy tu vi liền gia tăng rồi. Cảnh giới liền tăng lên nói nó không phải trời cao sùng nhi phượng vũ đều không tin. Cho nên này chỉ thải phượng điểu nhàm chán thời điểm liền đặc biệt ái bát quấy, díu dít, lòng hiếu kỳ cường không được. Phượng vũ chính vội vàng tu luyện vì thế nàng tống cổ thải phượng điểu. Người đi theo hoa vô cơ chẳng phải sẽ biết nàng muốn làm cái gì sao. Thải Phượng Điểu, vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào làm đâu? Phượng Vũ cười thần bí tự nhiên là đối phó hoa vô song, thay thế, trừ bỏ cái này, nàng còn có thể làm cái gì? Thải Phượng Điểu vuốt cầm, nàng hiện tại thực lực khoảng cách hoa vô song có chút xa đi. Hẳn là còn không có này can đảm đi. Ta nếu là nàng, tốt xấu sẽ ẩn núp một đoạn thời gian. Bất quá ta chính mắt đi xem sẽ biết. Tấu chương xong. chương 3535 phụ thân mẫu thân hai Tràn ngập lòng hiếu kỳ thải phượng điều soát một tiếng lại đi ra ngoài. Nó liền ỉ vào chính mình hiện tại có ẩn thân kỹ năng cho nên ở hoa trong phủ nơi nơi bay loạn loạn nghe bát quái. Thải phượng điều thực mau liền nhìn đến hoa vô cơ. Giờ phút này hoa vô cơ chính đi trước một tòa thiên viện. Phụ thân, mẫu thân, hoa vô cơ trên mặt mang theo kích động chi sắc nhào vào nàng phụ thân mẫu thân trong lòng ngực hoa gia nhị phòng nhị lão gia, hoa ngộ ẩn. Hắn nghi hoặc nhìn hoa vô cơ. Từ kia sự kiện lúc sau, nha đầu này ngày thường luôn là hận đời, đối bọn họ phu thê càng là xa cách như thế nào hôm nay hài tử, ngươi hôm nay như thế nào hoa nhị phu nhân vội hỏi xuất khẩu. Mẫu thân, các ngươi xem. Hoa vô cơ dọc theo đường đi cố ý đem mặt che, lúc này trên mặt xa khăn gỡ xuống, lại thấy trên mặt nàng kim màu đỏ vết sẹo đã hào hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái nhà nhạt tế văn hoa nhị phu nhân lập tức khiếp sợ cơ nhi này đây là có chuyện gì hoa vô cơ liền đem phía trước cùng đầu cô nhã mạc nói một lần cuối cùng nói phụ thân mẫu thân năm đó chính là hoa vô song thiết kế hãm hại với ta cho nên nữ nhi mới bị hủy dung hủy dung sau tổ mẫu liền đem nữ nhi loại bỏ ra kế thừa giả danh sách này hết thảy đều là hoa vô song hại ta nữ nhi hủy dung chính là hoa vô song đâu nàng có được tốt nhất tu luyện tài nguyên lão thái thái tự mình chỉ điểm nàng thậm chí nàng ít ngày nữa sau liền sẽ trở thành thái tử phi khẩu khí này nữ nhi không thể nhẫn cho nên ngươi muốn làm gì hoa ngộ ẩn nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi hoa vô cơ khuôn mặt lãnh túc nữ nhi chỉ là đem nguyên bản thuộc về nữ nhi đồ vật phải về tới hoa nhị phu nhân vẫn luôn dùng run dày tay vốt ve hoa vô cơ miệng vết thương nghe thế câu nói Nàng đột nhiên run lên, nhìn chằm chằm hoa vô cơ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoa vô cơ gắn răng nói, phụ thân, mẫu thân, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nhận thấy được sao? Từ hoa vô song bị tuyển định vì người thừa kế sau. Đại phòng cũng đã bị định vì kế thừa kia một phòng, sở hữu quyền lợi, tài nguyên, nhân mạch tất cả đều hướng bên kia dũng, phụ thân mẫu thân. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được mấy năm nay bị tộc nhân vắng vẻ sao? Hoa ngộ ẩn cùng hoa nhị phu nhân tự nhiên cảm giác được nhưng là những năm gần đây, bọn họ đã tiếp thu chuyện này, hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ kỳ thật còn có mặt khác một cái lỗ. Hoa vô cơ cười lạnh nói, phụ thân, mẫu thân, hiện tại đã có dược có thể trị liệu nữ nhi, nếu hoa vô song biết chuyện này, các ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Nàng nhất định sẽ hại chết ta, cho nên hiện tại không phải nàng chết chính là ta mất mạng. Nếu là thắng, chúng ta nhị phòng một bước lên trời, đem đại phòng sở có được hết thầy, thay thế nếu là thua đâu hoa ngộ ẩn nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi hoa vô cơ gửi lạnh nếu là thua phụ thân ngài là lão thái thái thân nhi tử mẫu thân ngài là lão thái thái thân chất nữ còn có ta là lão thái thái thân cháu gái nàng thật đúng là có thể đối chúng ta hạ sát thủ không thành huống chi năm đó xác thật là hoa vô song thực xin lỗi ta ta nơi này còn có chứng cứ đâu phía trước bởi vì chị không hết trên mặt thương cho nên ta vẫn luôn ẩn nhẫn hiện tại nếu có thể vạn ngã nàng, ta vì sao còn muốn ẩn nhẫn? Chính là thái tử phi chi vị hoa nhị phu nhân rốt cuộc là kính sợ quân lâm nguyên. Hoa vô cơ cười lạnh, thái tử phi chi vị, cùng hoa vô song có quan hệ gì? Này hết thầy tất cả đều là lão thái thái ở kia làm cho, hoa gia đã không có hoa vô song, chẳng lẽ liền không cùng hoàng thất liên hôn sao? Tấu chương xong. chương 3536 Linh Vương Cảnh Tám Tinh Ba. Phụ thân, mẫu thân, hiện tại bãi ở các ngươi trước mặt con đường này các ngươi vô cùng có khả năng trở thành quân điện hạ nhạc phụ nhạc mẫu. Hoa vô cơ kích động toàn thân đều đang run rẩy Trở thành quân điện hạ tiểu kiều thê đây là nàng từ nhỏ làm được đại mộng. Cái này chúng ta yêu cầu nghiêm túc tự hỏi một chút lại làm quyết định. Hoa ngộ ẩn nhìn chính mình thê tử, Hoa nhị phu nhân gật gật đầu, đối hoa vô cơ nói, như vậy đại sự, không phải một chốc là có thể làm ra quyết đoán, người tạm thời đừng nóng này. Nhưng là hoa vô cơ cũng không cho là như vậy. Ngày mai qua đi Thái hậu liền sẽ chính miệng tuyên bố hoa vô song trở thành Thái tử phi ta nhất định phải tại đây sự kiện phía trước đem hoa vô song kéo xuống tới. Hoa vô cơ nói kế hoạch của chính mình, không thể không nói, hoa vô cơ kế hoạch thực độc ác nhưng thực dùng được vô cùng có khả năng là nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ảo tưởng như thế nào hãm hại hoa vô song vẫn luôn hoàn thiện kế hoạch cho nên hiện tại nói ra ngay cả hoa ngộ ẩn đều tìm không ra sơ hở người hoa ngộ ẩn kinh ngạc ngươi không khỏi quá lớn mật hoa vô cơ dù sao mà kệ các ngươi có làm hay không ta là nhất định phải làm nếu các ngươi làm ngăn cản ta ta đây liền đi tìm chết nói xong hoa vô cơ chạy ra phanh một tiếng cửa phòng bị hoa vô cơ quang ngã phanh phanh vang lần này thầy phượng điểu cũng không có đuổi theo đi nó tò mò nhìn hoa ra nhị lão gia cùng nhị phu nhân bọn họ sẽ như thế nào làm lão gia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ hoa nhị phu nhân thấp thỏm hỏi trừ bỏ dựa theo kiên nha đồ ý tứ làm ngươi cảm thấy còn có mặt khác biện pháp kỳ thật vị này hoa nhị lão gia trong lòng sớm có quyết đoán cơ hồ là ở hoa vô cơ nói ra trong nháy mắt hắn liền đồng ý hoặc là nói, liền tính hoa vô cơ không làm, chuyện này hắn đều sẽ chủ động đi làm. Bởi vì hoa vô cơ nói không sai, năm đó hắn cùng đại ca là cân sức ngang tài, nhưng từ hoa vô song bị lựa chọn sau, lão thái thái thiên bình liền đảo hướng hắn đại ca. Sở hữu nhân mạch tài nguyên quyền lợi đều đảo hướng đại phòng. Hoa ngộ ẩn cảm thụ so hoa vô cơ còn rõ ràng, hắn sao có thể cam tâm. Hoa nhị phu nhân cười khổ, lão ra nói cái gì, chính là gì đó hoa gia nhị phòng đạt thành nhất trí, tiểu thải phượng điều quả thực xem thế là đủ rồi. Phượng vũ nha đầu này thật đúng là chính là bầy mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm tính toán không bỏ sót. Nàng gần chỉ là từ hoa vô song trong miệng thăm đến một chút hoa vô cơ tin tức là có thể đem cái này cục làm như vậy đại, làm hoa gia nhị phòng tự động nhảy vào tới. Tự phát đối địch hoa vô song làm phượng vũ địch nhân quả thực là đời này nhất sai lầm lựa chọn chủ nhân a à chủ nhân ngươi có biết ngươi tiểu đồ đệ hiện tại có bao nhiêu thông minh xảo trá năm đó như vậy tiên tử a à ai không giống nhau không giống nhau thải phượng điều trở về nhà ở phát hiện phượng vũ đang ở tu luyện nó liền lặng lặng ghé vào phượng vũ bên chân cẩn thận đoan trang nàng đường phượng vũ mở mắt ra khi linh vương cảnh tám tinh ngươi đây là thải phượng điều khó có thể tin chừng mắt phượng vũ này hoa ra là ngươi động thiên phúc địa sao Người ngày hôm qua tiến vào thời điểm là linh vương cảnh 4 sao. Hiện tại thế nhưng linh vương cảnh 8 tinh, thải phượng điểu đều mau bị phượng vũ kinh khóc. Nó là năm đó liền tu luyện quá một lần, cho nên mỗi lần ngủ một giấc tại nội tâm yên lặng tu luyện là có thể tấn chức đi lên, nhưng Phượng Vũ không phải nha. Nàng là hoàn hoàn toàn toàn bắt đầu từ con số không, vị này thật là yêu nghiệt sao. Hoa vô song còn cùng ngươi tỷ thí đâu hiện tại nàng vẫn là linh vương cảnh bốn sao, mà ngươi linh vương cảnh tám tinh, như thế nào so? Tấu chương xong. Trường 3537 đá vân mẫu chi khí 4 Đừng nói hoa vô song, tả thanh hy đâu thải phượng điều vô ngữ tả thanh hy phía trước không phải thực vinh váo sao. Một bộ phải cho lý quốc công gia kia tiểu tử hết giận bộ dáng nhưng hắn mới linh vương cảnh thất tinh A, à, chính là hiện tại ngươi vừa mở mắt ra, ngươi cư nhiên linh vương cảnh tám tinh, ngươi cấp điều đường sống này đó các thiếu niên tốt không? Phượng vũ vẻ mặt hát tuyến, ta có thể đưa ngươi ở khen ta sao? Thải phượng điểu, ngươi cho rằng ta tưởng khen ngươi sao? Nhưng ngươi thật sự quá. Thải phượng điểu một bên nói. Một bên từ chính mình trong lòng ngực lay ra một khối ngọc thạch quét liếc mắt một cái, đối phượng vũ nói, nhà ngươi sư phụ đối với ngươi kế hoạch là mười lăm tuổi tấn chức đến linh lãnh thổ một nước lúc ấy ta còn nói hắn nằm mơ đâu ngươi nên sẽ không thật sự đánh ta mặt đi phượng vũ kinh ngạc mỹ nhân sư phụ còn từng có như vậy kế hoạch lấy tới ta nhìn xem không cho thải phượng điều há mồm đem kia cái ngọc thạch nuốt tiên cơ không thể tiết lộ không thể cho ngươi xem phượng vũ ủy khuất ba ba nhìn nó. Thải Phượng điều tức khắc mềm lòng, nó có chút xin lỗi nhìn Phượng Vũ, nhưng vẫn là cắn răng, dù sao không thể cho ngươi xem, cho ngươi xem còn như thế nào đào tạo ngươi nha. Phượng Vũ, kia mặt trên viết đào tạo ta các hạng ta đều đạt tiêu chuẩn sao. Thải Phượng điều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng tiếc nuối nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ tức khắc một trận hãi hùng khiếp vía, không có đạt tiêu chuẩn sao. Thải Phượng điều, còn lại đều vượt mức hoàn thành, nhưng có hạng nhất ngươi còn xa chưa đạt tiêu chuẩn. Phượng Vũ, nào hạng nhất? Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình là mỹ nhân sư phụ thất vọng, nhất định phải đem mỗi hạng nhất đều viên mãn hoàn thành mới được. Nàng chính là mỹ nhân sư phụ tiểu kiêu ngạo đâu. Thải Phượng Điều nói, vũ khí của ngươi không được. Phượng Vũ, sao băng kiếm thực hảo a? À? Thải Phượng Điều, hảo cái gì? Người tu vi một đường tăng lên, chính là ngươi sao băng kiếm nhưng vẫn dừng lại tại chỗ, cái này kêu thực hảo. Người rốt cuộc có biết hay không? sao băng kiếm tối cao cấp bậc là thần kiếm. Lấy người hiện tại thực lực sao băng kiếm còn có thể hướng lên trên lại tăng lên vài cái cấp bậc nhảy đến thánh binh khí nam sao mới là bình thường. Lại còn có không chỉ là cấp bậc vấn đề, quan trọng nhất chính là sao băng kiếm không có linh khí. Phượng Vũ, linh khí ngươi chỉ chính là kiếm linh. Thải Phượng Điều chỉ có tới rồi thần kiếm cấp bậc mới có cái gọi là kiếm linh vừa nói, ta nói không có linh khí chỉ chính là sao băng kiếm không có trải qua hỗn độn chi khí rèn luyện ngươi nghe nói qua hỗn độn chi khí sao phượng vũ nghĩ đến trước kia xem qua một quyển tạp thư nghi hoặc hỏi thiên địa sơ khai hết sức đá vân mẫu chi khí thải phượng điều gật gật đầu phượng vũ nhíu mày chính là hiện tại nơi nào còn có như vậy đá vân mẫu chi khí mấy năm nay ta cũng chưa bao giờ ở nơi nào nhìn thấy quá có thải phượng điều nghiêm túc nói tại đây hoa phủ ta liền cảm giác được phượng vũ nơi này có ở nơi nào phượng vũ kỳ thật cũng ý thức được sao băng kiếm vấn đề này nàng vẫn luôn ở nhảy lên thức tấn chức thực lực tăng lên phi thường mau nhưng sao băng kiếm nhưng vẫn chưa từng tăng lên nguyên bản thần kiếm hiện tại có chút theo không kịp nàng tiến độ đây là vấn đề lớn nhất chi sở tại nàng lo lắng còn như vậy đi xuống nàng liền phải một lần nữa tìm kiếm mà sao băng kiếm chỉ có thể bỏ dùng phía trước ta ở hoa phủ chạy động thời điểm ẩn ẩn có điểm cảm giác Chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Nói đến cái này, Thải Phượng Điều cũng nghiêm túc lên. Rốt cuộc đá vân mẫu chi khí nếu là bị người biết được, sợ là toàn bộ đại lục người đều sẽ điên cuồng. Bởi vì dùng đá vân mẫu chi khí rèn luyện sau vũ khí, có tấu chương xong. Chương 3538 ám đạo 1. Bởi vì dùng đá vân mẫu chi khí rèn luyện sau vũ khí, có nhiều tăng gấp bội phúc hiệu quả đi, Phượng Vũ không nói hai lời liền cùng Thải Phượng Điểu lao ra đi. Bởi vì Phượng Vũ hiện tại là hoa gia nhị tiểu thư hoa vô song, Thải Phượng Điểu lại ở vào ẩn thân trạng thái, cho nên các nàng ở toàn bộ hoa phủ tán loạn đều không có quan hệ. Đêm dài lộ trọng, ánh trăng bị thật dày tầng mây che đậy, tầm nhìn rất thấp. Phượng Vũ ở Thải Phượng Điểu dẫn rất hạ, lộ càng đi càng thiên, tực mau tới đến một chỗ vườn hoa. Hoa tộc như các nàng dòng họ giống nhau, nơi nơi đều là hoa nên vào mùa này khai, không nên vào mùa này khai, thế nhưng toàn bộ khai hỏa biến. Thải Phượng điều dẫn Phượng Vũ tới chính là một chỗ sườn núi thấp, trên sườn núi thấp từng bụi huyết sắc hải đường khai vô cùng yêu diễm, theo gió vũ động. Thải Phượng điều liền tại đây dừng lại, Phượng Vũ nghi hoặc nhìn phía nó. Thải Phượng điều cái mũi người tới người đi, cuối cùng nói cho Phượng Vũ, chính là ở gần đây, ta cái mũi sẽ không cảm ứng sai phượng vũ khắp nơi đánh giá hạ phát hiện bốn phía trống không nhân gian từng cụm hải đường khai cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau hồng cơ hồ lấy máu yêu dã say lòng người phượng vũ mở ra tay một cây trúc trượng xuất hiện ở nàng trong tay nàng một tấc đắc gõ qua đi tực mau phượng vũ liền cảm giác được có một chỗ địa phương bất đồng nơi này thổ tầng so nơi khác mềm xốp nhất định là thường xuyên di động sau lại lại khôi phục nguyên trạng chính là khôi phục nguyên trạng sau thổ tầng mặt ngoài nhìn nhất trí nhưng trên thực tế bên trong lại hoàn toàn không giống nhau. Phượng Vũ chỉ vào vừa ra cái bóng chiền núi mặt phẳng nghiêng đối thải Phượng Điểu nói. Phượng Vũ vừa nói, một bên bắt đầu tìm cơ quan. Quả nhiên, Phượng Vũ cẩn thận quan sát hải đường trồng trọt phương vị. Khóe miệng dơ lên một mặt hơi hơi độ cung, ngày đó hoa phương vị quả nhiên là nổi danh đường, này nếu là thay đổi nửa năm trước ta, đều không nhất định sẽ phát hiện cơ quan chỗ thật sự là quá bí ẩn xem ra hoa tộc có một vị cực lợi hại trận pháp cao thủ đâu. Này đó đại gia tộc lắng đọng lại xuống dưới trăm ngàn năm nội tình tự nhiên là ngọa hồ tàng long. Phượng vũ tiểu tâm cẩn thận đề cử cuối cùng nàng chân phải hướng càn vị ba thước chỗ nhất dẫm. Lạch cạch, một đạo lạch cạch rõ ràng thanh truyền đến. Rác rác. Quả nhiên, phía trước trên vách núi đá, hải đường bụi hoa từ giữa tách ra, một đạo chỉ dung một người thông qua hẹp hòi cửa nhỏ chậm rãi mở ra. Phượng Vũ nhìn xem này đạo môn đối thải phượng điểu nói ta như thế nào cảm thấy nơi này là xuất khẩu. Thải phượng điểu gật đầu, ngươi cảm giác hẳn là đối. Phượng Vũ, hiện tại tái hiện ở hào lối vào, không biết còn phải tốn phí bao nhiêu thời gian, cũng thế, liền từ này một chỗ tiến đi. Phượng Vũ cùng Thải Phượng điều cùng nhau tiến vào này nói hẹp hòi thông đạo nội. Có lẽ là thực sự có một cái lối vào có thể thông gió, cho nên Phượng Vũ tiến vào sau cũng không cảm thấy khí vị khó nghe nhưng bốn phía đen nhánh một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay vì cẩn thận khởi kiến phượng vũ cũng không có thắp sáng quanh thân giá cắm nến nàng trong tay nắm có một viên dạ minh châu trứng bồ câu dạ minh châu trong bóng đêm phát ra ôn nhuận quang mang làm theo trước mắt lộ phượng vũ tại đây điều thông đạo thượng đi rồi có một nén nhang thời gian tực mau nàng liền nhận thấy được phía trước có ngọn đèn dầu ta cảm nhận được đá vân mẫu chi khí thải phượng điều thực kích động bởi vì đá vân mẫu phía trước không chỉ có đối luyện khí rất có chỗ tốt. Đối với thải phượng điều tới nói cũng là trợ giúp thật lớn, bởi vì nó thân thể cũng có thể nói là khí. Hư phượng vũ dừng lại bước chân, làm một cái im tiếng động tác, chớ có nói lời nói, loại địa phương này vô cùng có khả năng cao thủ tọa chấn. Thải phượng điều gật gật đầu, ta đã có thể cảm ứng được cao thủ tồn tại tấu chương xong. chương 3539 cao thủ 2. Đường thải Phượng Điều nói nó có thể cảm ứng được cường giả hơi thở thời điểm, Phượng Vũ cũng cảm ứng được. Đó là một loại cường giả tồn tại cường đại hơi thở, không có lúc nào là vô khổng bất nhập. Cường đại đến làm người kính sợ một loại cảm giác. Rất mạnh, Phượng Vũ hít sâu một hơi, nếu không đoán sai nói, linh lãnh tổ một nước trở lên. Thải Phượng Điều gật gật đầu, muốn hay không lui ra ngoài. Thải Phượng Điều không tiếng động nhìn Phượng Vũ, lại đi vào nói sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà, không đợi bọn họ làm ra quyết định, mặt sau liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Thông đạo trên vách tường ngọn đèn dầu bị từng cái thắp sáng. Phượng Vũ cùng Thải Phượng Điều liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến vẻ khiếp sợ. Phía trước là linh lãnh thổ một nước phía trên siêu cấp cường giả, phía sau có người lại đây giờ phút này, các nàng, ở vào tuyệt đối nguy cơ chung. Đi, Phượng Vũ nhanh chóng quyết định lôi kéo thải phượng điểu liền đi phía trước hướng ở hướng thời điểm các nàng bảo trì tận lực thấp tiếng bước chân phượng vũ cơ hồ là trên mặt đất phiêu thải phượng điểu càng là liền cánh vịt thanh âm cũng không dám có tả ẩn thân thật có thể mang ngươi một chút nhưng thải phượng điểu dừng một chút nói cho phượng vũ nhưng nếu muốn bao phù thượng ngươi nói yêu cầu rất lớn bóng ma diện tích vốn dĩ thải phượng điểu rất nhỏ một con nó dùng thần thức bao trùm nó nho nhỏ thân mình thần thức có thể dùng thật lâu nhưng nếu mang lên Phượng Vũ nói Phượng Vũ so thải Phượng điều đại như vậy nhiều Phượng Vũ hạ giọng thời khắc mấu chốt lại dùng. Nhưng mà trước mắt cũng đã là thời khắc mấu chốt. Bởi vì sơn động phía trước thế nhưng xuất hiện một cái thanh u tiểu viện, tiểu viện trong vòng, hai người đối diện mà ngồi. Dưới ánh trăng mờ tầm mắt không rõ, nhưng Phượng Vũ liếc mắt một cái liền nhìn đến, đó là lưỡng đạo cường đại đến làm người cơ hồ hít thở không thông siêu cấp cường giả. Một trong số đó lại là hoa lão phu nhân. Phượng Vũ gặp qua hoa lão phu nhân. Phía trước nàng trị liệu bảo nhi thời điểm, hoa lão phu nhân ở Thái Hậu hạ đầu ngồi. Khi đó hoa lão phu nhân chính là một cái thông minh cơ chí một ít lão phu nhân hình tượng. Nhưng giờ phút này nàng bày ra ra khí thế, sắp thật tuyệt đỉnh cao thủ. Bàn đá đối diện ngồi chính là một vị lão già. Vị này lão già già nua như bộ xương khô trên mặt còn có một đạo rõ ràng vết sẹo ở dưới ánh trăng nhìn nhìn thấy ghê người liền ở phượng vũ cơ hồ đi ra cửa động thời điểm, phía trước hai người ánh mắt nổ bắn ra mà đến. Nhất mấu chốt nhất thời khắc, thải phượng điều trên người ẩn nấp thật bao phủ trụ phượng vũ. Phượng vũ dán vách tường mà chạm, không dám có chút động tác. Ai? Hoa lão phu nhân chợt quát một tiếng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ phượng vũ bên người xẹt qua, mang theo một trận gió, phong dơ lên phượng vũ góc váy. Cơ hồ muốn đụng tới người kia thân mình. Cũng may cũng không có. Phượng Vũ đem chính mình sinh cơ điều chỉnh đến thấp nhất, trái tim nhảy lên áp chế đến thấp nhất thật giống như một khối người thực vật giống nhau. Quả nhiên, đương người kia chạy tới lúc sau, Hoa lão phu nhân bọn họ lực chú ý mới không ở Phượng Vũ trên người. Phượng Vũ trong lòng may mắn không thôi, Vạn Hạnh thải Phượng Điểu xuất hiện ẩn thân kỹ năng, nếu không nói, các nàng hiện tại đã từ thế giới này biến mất. Chúng ta đi, Phượng Vũ ở trong đầu cùng thải Phượng Điều nói. Phượng Vũ đang chuẩn bị thừa dịp đối phương không chú ý, mang theo thải phượng điểu rời đi. Nhưng mặt đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền tiến nàng lỗ tai. Lần này cần phải đem phượng ra kia nha đầu giết a. À. Nguyên bản tưởng lặng lẽ lui ra Phượng Vũ, phía sau lưng lạnh cả người. Nàng phân biệt ra tới, nói chuyện chính là Hoa lão phu nhân. Hoa lão phu nhân muốn sát nàng. Nghe được có người kế hoạch muốn sát chính mình đấu chương xong, Chương 3540 có người muốn sát nàng ba. Nghe được có người muốn sát chính mình, người bình thường đều sẽ không ở ngay lúc này rút đi, Phượng Vũ cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ không dám dùng đôi mắt xem, bởi vì thực dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát hiện. Nàng chỉ dựng lên lỗ tai nghe. Hoa lão phu nhân đang ở đối tên kia từ bên người nàng chạy qua người phân phó. Cái kia từ bên người nàng chạy tới người, Phượng Vũ lần này rốt cuộc dùng dư quang lặng lẽ thấy rõ ràng. Đó là một vị trung niên phụ nhân là đi theo hoa vô song trên người ma ma, Phượng Vũ nhớ rõ kêu hỉ cô. Hoa lão phu nhân đầu tiên là hỏi nàng hoa vô song. Hỉ cô nói cho nàng, hoa vô song lần này cùng Phượng Vũ chiến đấu, kết quả bại với Phượng Vũ, trong lòng có kết giờ phút này đang ở tu luyện. Hoa lão phu nhân nhíu mày, đối hỉ cô nói, hiện tại thiên hạ cường giả đều phải sát Phượng Vũ tả ra đồng dạng cũng là. Hoa lão phu nhân một bên nói, một bên liếc đối diện lão nhân kia liếc mắt một cái phượng vũ vẫn luôn dùng dư quang lặng lẽ quan sát đến nàng phát hiện đối diện lão nhân kia nghe xong hoa lão phu nhân nói đôi tay phủng cúi đầu không chút để ý uống nghe tới tả ra cũng muốn sát phượng vũ khi hắn hơi hơi nhấp môi cười tả ra người phượng vũ lập tức liền nhận định lão nhân này tuyệt đối chính là tả ra người hơn nữa ở tả ra vị trí cực cao bởi vì hắn có thể cùng hoa lão phu nhân đối diện mà ngồi, nếu nói hoa lão phu nhân là hoa tộc có thể đương ra làm chủ người, như vậy đối diện lão nhân này nên không phải là tả thanh loan ra ra đi. Vị kia phía trước bị quân lâm nguyên đả thương tả ra lão gia tử. Người kích động, thải phượng điều lặng lẽ nhắc nhở phượng vũ. Ân, phượng vũ ở trong đầu đáp lại thải phượng điều thân mình lại hơi hơi vừa động. Người muốn làm gì, thải phượng điều kinh ngạc. Tiểu cô nương, hiện tại loại này thời điểm ngươi còn ở hoạt động. Không sợ bị phát hiện sao? Phượng Vũ, không hoạt động không được, ở chỗ này đãi lâu rồi dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta đến tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh lên. Phượng Vũ nhìn đến cách đó không xa có một thốc hải đường, vì thế Phượng Vũ lặng lẽ dịch đến cảnh lá tốt tê hoa đoàn cầm thốc hải đường bụi hoa chung. Dùng tựa cầm phồn hoa che lấp chính mình thân mình. Thải Phượng Điều bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, đại khí không dám ra. Cũng may phía trước cường giả nhóm lực chú ý không có ở bên này, cho nên không có phát hiện. Phượng Vũ lỗ tai dựng thẳng lên, còn đang nghe hoa lão phu nhân nói. Đường nàng nghe được hoa ra ra 15 tên linh lãnh thổ một nước tả ra ra 15 tên linh lãnh thổ một nước khi nàng trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hoa lão phu nhân cùng tả ra lão gia từ thật đúng là để mắt nàng nàng bất quá nho nhỏ linh vương cảnh. Đối ngoại công khai là linh vương cảnh 4 sao, tuy rằng hiện tại nàng đã chính mình tấn chức đến linh vương cảnh 8 tinh, khá vậy gần chỉ là 8 tinh mà thôi. Hai nhà tổng cộng ra 30 danh linh lãnh thổ một nước, đây là muốn làm gì? Diệt nàng toàn tộc sao? Cố tình lúc này, tả ra lão gia tử âm trầm trầm tới một câu, thế giới này, đã không cần phượng tộc. Hoa lão phu nhân nhíu mày, nàng quay đầu nhìn chằm chằm đối diện tả lão gia tử người tưởng diệt phượng tộc tả lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh ta tả ra năm đó thác đại nghe xong tả thanh loan chi ngôn chỉ phế đi nàng phượng hoàng thật huyết cho rằng nàng trở thành phế vật sống không bằng chết nhưng sự thật chứng minh thiên tuyển chi nữ chính là không giống người thường nàng thế nhưng có thể lấy phượng hoàng thần huyết phương thức bật khởi thật là làm người khó có thể tin a à. tả lão gia tử đem trong tay chén trà buông vị này tàn lão ra từ hơn phân nửa cái thân mình đều giấu ở áo choàng, thân mình mảnh khảnh không thành bộ dáng, mũ sấp hạ sau gương mặt kia, giống như quỷ mị. Bỗng nhiên, hắn âm lãnh cười tấu chương xong.